Rồi, xin mến chào quý anh chị và các bạn. Video này mình sẽ cùng nhau mình đi cái lecture note theo sau cái bài giảng thứ 3 về backpropagation của giáo sư Chris Manning của khóa học CS224N xử lý ngôn ngữ tự nhiên với deep learning. Thì cụ thể các bạn có thể tìm cái note này ở trên trang web của CS224N. Nhưng mà phải lưu ý là mình sẽ chọn cái CS24 mà Winter 2023 nha. Bởi vì nếu mà vào Winter 2024 thì chưa có cái note của bài giảng đâu. Ở đây Winter 2023 sẽ có nè. Thì cái note này nó là ở đây nè. Nó theo sau bài giảng Backpropagation Neural Network. Và tất nhiên là các bạn cũng click vào đây để xem cái slide mà giáo sư Chris Manning trong cái video của ở kênh YouTube của Stanford về cái bài giảng thứ 3 đó. Thì đây là cái slide của nó nè. Thì trong cái video trước mình review cái bài giảng đó thì mình đã cùng nhau mình đi hết cái slide này rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau mình đi cái note này. Như các bạn cũng biết rồi, cái note thì luôn luôn có rất là nhiều những cái kiến thức mà nhiều khi trong quá trình, trong cái lecture, trong phạm vi thời gian của lecture thì giáo sư Chris Manning không thể nào mà nói hết được. Các bạn thấy cái note này nó dài 18 trang với rất là nhiều thứ. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau mình học cái note này. Một số cái điểm chính ha. Neural network, quá trình for propagation, computation, rồi backprop, neural unit, max margin loss, gradient check, Xavier parameter initialization, learning rate, other graph. Như vậy thì ở trong cái note này á, mình sẽ gọi là sẽ học qua những cái single neural layer hoặc là multi-layer neural network, tức là những neural network có một layer hoặc là nhiều layer, rồi dùng nó trong cái bài toán mà classification là như thế nào, phân biệt đó. Phân biệt cái loại từ, ví dụ như ở trong cái lecture notes là mình đang ở trong cái bài toán gọi là đưa một cái từ vô xác định xem hoặc là classify xem nó có phải là một cái location hay không, hay là có phải là một cái tên người hay không, personal name hay không, hay là có phải là một cái organization name hay không. Nó nằm ở trong bài toán gọi là NER, tức là Name Entity Recognition. Rồi sau đó mình sẽ gọi là học cái cách mà huấn luyện những cái mô hình như thế nào thông qua cái gọi là Distributed Gradient Descent Technique và backpropagation. Thì mình sẽ biết về cách mà sử dụng chain rule để mà tính toán và update các parameter một cách lần lượt, đúng không? Lần lượt từ cái layer cuối đến layer ngược lại ra cái layer đầu. Và mình sẽ gọi là bàn về những cái gọi là toán học, những cái ngành toán học ở trong cái neural network. Sau đó là một số cái practical trick và tip, một số những cái gọi là bí kíp về mặt thực tiễn ha. Thì bao gồm là neuron unit, rồi gradient check là cái phương pháp mà mình sẽ dùng cái gradient, numerical gradient để mà kiểm tra xem mình tính gradient trong quá trình mà dùng công thức tính có đúng hay không. Rồi mình sẽ biết về Xavier parameter initialization, tức là một cái phương pháp mà mình khởi tạo những giá trị của parameter sao cho nó đạt cái hiệu quả tốt hơn. Như các bạn cũng biết rồi, khi mà mình huấn luyện một cái mô hình đó, ban đầu cái giá trị parameter nó chỉ là một cái sự ngẫu nhiên, tức là mình sẽ chọn một cái bộ số nào đó ngẫu nhiên phản ánh cái chuyện model nó chưa có học được gì cả. Nhưng mà cái chuyện chọn một cái giá trị ban đầu như vậy nó cũng có nhiều cái chiến lược. Thì một trong số đó mang tên là Xavier. Rồi sau đó biết về learning rate, other graph, v.v. Và mình sẽ gọi là tìm hiểu về recurrent neural network trong một cái mô hình ngôn ngữ. Rồi một số cái gọi là keyframe như vậy mà trong 18 trang sắp tới là mình sẽ cùng nhau mình tìm hiểu. Đó, các bạn thấy nội dung bài giảng đâu có nói được nhiều như vậy. Thì mở đầu người ta nhắc lại cái phần trước á, là khi mình đã bàn về cái việc là cái tầm quan trọng của cái việc sử dụng cái nonlinear classifier. Ý muốn nói là mình không thể giải quyết những cái bài toán mà phân biệt theo cái cách gọi là linear classifier được. Bởi vì rõ ràng trong thực tế có những cái bộ dữ liệu nó cái quy luật trong đó nó phức tạp, không thể nào mà phân tách bằng một cái đường thẳng được. Nó cần phải có những cái nonlinear function, nó phức tạp hơn, nó flexible hơn, nó mới có thể giải quyết những bài toán như vậy. Ví dụ như cái hình này với dữ liệu cái dataset hai bên, một loại màu đỏ, một loại màu xanh, nó nằm như thế này thì làm sao mà phân biệt hoặc là phân tách bằng linear model được, một cái phương trình tuyến tính hoặc là một cái đường thẳng hoặc một mặt phẳng được. Nó cần phải có một cái phương trình mà phi tuyến để nó có thể vẽ được cái đường phân tách một cách gọi là cong cong như thế này thì nó mới có thể tách hai cái đám này là ra được là hai bên. Chưa kể nó còn ở phần bên đây nó cũng là màu xanh nữa. Mọi người thấy, ý muốn nói là phần lớn cái dữ liệu á nó không có linearly separable,
tức là nó không có thể nào mà nó không có phân tách theo cái kiểu là một bên đây bên kia theo ở giữa là cái đường thẳng hay là phẳng mặt phẳng được, mà nó cái quy luật nó phức tạp hơn nhiều. Do đó là nó cần phải có những cái model, những cái classifier mà nó mạnh hơn, nó flexible hơn, nó complex hơn. Thì neural network là một cái mà có thể mang lại cái khả năng đó, đúng không? Chứ nếu mà mình chỉ xài là linear model thì nó rất là hạn chế. Vậy thì ở đây mới nói thêm một cái sự thật, một cái fun fact này, một cái gọi là một cái điểm sự thật, một cái thông tin thú vị ha. Tức là cái neural network đó, nó là một cái phiên bản mà được inspire, nó được truyền cảm hứng bởi cái class, tức là bởi cái bộ não, tức là bởi cái những cái phương pháp mà classifier mà của tự nhiên, của sinh học, biologically nè. Do đó cái neural network người ta thường gắn với cái tên là artificial neural network, tức là mạng lưới thần kinh mà nhân tạo, để mà phân biệt nó với cái organic, tức là cái mạng lưới thần kinh mà tự nhiên sinh học. Tuy nhiên á, trong thực tế thì cái bộ não người á, cái neural network của human đó, nó mạnh hơn nhiều, nó phức tạp hơn nhiều và nó complex, nó có khả năng mà lớn hơn nhiều so với cái này. Do đó thì tốt nhất là đừng có nên so sánh hai cái quá nhiều, tại vì nó rất là khập khiễng. Ý muốn nói là bộ não người và hay là cái gọi là biologic neural network á, nó rất là mạnh, nên đừng có đem so với cái này nó chỉ là một phiên bản đồ chơi so với lại là cái neural network của thiên nhiên thôi, của tự nhiên thôi, của não người thôi. Thì bây giờ đại khái là bây giờ mình biết cái neural network nó có thể perform, nó có thể classify, nó có thể vẽ ra một cái đường decision boundary phức tạp như vậy á, thì bây giờ mình xem thử là nó làm bằng cách nào, đúng không? Nó xem thử cái quá trình hoạt động của nó như thế nào. Tiếp theo mình sẽ biết về neuron. Một neuron là gì? Neuron là một cái khái niệm chung chung, computational unit, mà nó sẽ, tức là một cái unit, nó sẽ nhận vào n cái input và nó tính ra một cái output duy nhất. Thì cái mà nó phân biệt gọi là cái output của các cái neuron khác nhau thì chỉ là cái bộ parameter của nó, tức là mỗi một neuron nó sẽ có một cái bộ parameter mà hay gọi nó là weight đó. Thì nó, mỗi một neuron nó sẽ có một cái activation function, đúng không? Mà cái gọi là phổ biến nhất á, thì thường là function sigmoid, hoặc có tên khác là binary logistic regression unit. Thì cái unit thì nó sẽ, tức là mỗi neuron nó sẽ nhận vào một cái vector có n dimension, nhưng mà tính toán thì trả ra là một số thôi, một scalar activation thôi. Thì neuron nó cũng sẽ associate, tức là nó sẽ có một cái vector weight w cũng có n dimension luôn, và một cái bias scalar, tức là một cái số mà tạm gọi là b, mang gọi là bias. Và cái phép tính nó sẽ là thế này, với gọi là sigmoid function đó. Có thể neuron khác của những phần sau mình sẽ học nó có những function khác không nhất thiết phải là sigmoid, nhưng mà cơ bản nó cũng sẽ nhận vào là n, tức là một vector input có n dimension, hay là một vector có n phần tử, vector x, để thông qua cái vector weight của nó, tức là vector parameter của nó, và cái bias của nó là cái b này, để nó thực hiện cái phép tính này, là phép tính dot product giữa vector w và vector x. Thì kết quả của phép tính dot product thì tất nhiên là nó cũng sẽ ra một số, một scalar mà nó cộng với bias. Thì sau đó nó bỏ vô cái hàm sigmoid, hay là một cái hàm activation function, non-linear activation function nào đó, ReLU gì đó, nó tính ra A. Thì đó là nó trả ra cái kết quả của cái neuron đó. Thì trong một cái mô hình nó lớn hơn thì cái kết quả của neuron này sẽ là input, tức là một phần của input của cái layer tiếp theo. Thì cái hình ảnh nó sẽ như thế này. Và phép toán mà W transpose X cộng B có thể ghi thế này, tức là bỏ B vô là một phần của W luôn, tức là thành ra một cái vector W mà W1, W2, Wn và B luôn. Thì lúc đó X nó chỉ thêm một cái gọi là một phần tử, một cái giá trị bằng 1 nữa. Thì thành ra là cái phép toán là W transpose X cộng B thì nó cũng tương tự là hai cái vector này nhân nhau. Rồi thì neuron nó là fundamental building block, tức là một cái phần cơ bản của neural network, đúng không? Nó có nhiều function mà giúp thực hiện cái non-linearity. Thì ở đây là function sigmoid, nó sẽ có những function khác nữa. Và hình ảnh nó sẽ như thế này. Vector x nó có n phần tử nè, là n dimensional vector nè. Thì thông qua phép dot product với cũng một vector w là vector parameter có n dimensional, có n dimension. Thế ra gọi là x1 w1, x2 như w2, vân vân, xn wn. Cộng lại hết thì ra một cái con số này mình cộng với b cũng là một con số, thì nó ra một cái giá trị gọi là kết quả của cái này, kết quả của W transpose X cộng B đây. Sau đó bỏ qua cái function activation function, ở đây là function sigmoid,
mình sẽ moi cái hiệu bằng chữ sigma này để tính ra A. Và ở đây người ta gọi là gì? Sau khi vector x được scale, scale là bởi vì x1 nó nhân w1, tức là nó được scale bởi w1. X2 nó được scale lên hoặc giảm đi bởi w2, scale bởi vì ví dụ x1 mình có bao nhiêu đó mình nhân với w1 và bằng 2 đi, thì là cơ bản là mình đang scale nó lên gấp đôi. Còn nếu mà w2 và bằng 0.5 đi thì x2 đang bị scale nhỏ lại một nửa. Nên mới hiểu là người ta nói là scale là sao. Rồi sum thì tất nhiên là w1 nhân x1 w2 x2 thì cộng lại. Sau đó là nó cộng thêm cái bias unit vô là cái b này. Và khi đó là bỏ vô function này để squat. Squat là giống như là ém xuống, nén lại. Bởi vì cái kết quả mà của cái phép và dot product giữa vector x và w á, cộng b đó, nó sẽ ra một cái số. Nhưng mà số này có thể lớn bé bất kỳ, nhưng thông qua hàm sigmoid á, nó sẽ còn là nằm ở trong một cái phạm vi là từ 0 đến 1 thôi. Trong phần này là chắc mình cũng hiểu rồi ha. Thì đó là cái gọi là một cái neuron là như vậy. Và một layer thì sẽ có nhiều neuron. Thì ví dụ như ở trong cái hình ảnh này, nếu mà mình đem qua đây mình vẽ thêm các cái neuron khác á, thì nó sẽ như thế này. Nếu mình có thêm những neuron khác thì một layer ví dụ như có 2 neuron đi hoặc là 3 neuron đi, thì câu chuyện nó sẽ là như vậy. Cụm từ vector x đầu vào là có n dimension, không n dimension. Thì mỗi một neuron, ở đây mình có neuron thứ nhất nè, này là một neuron nè, đây neuron thứ nhất. Thì nó thông qua một cái phép tính như vậy với cái bộ parameter của nó, để mà nó có cái kết quả. Rồi tất nhiên là thông qua hàm sigmoid luôn thì nó ra được một cái giá trị của nó. Đây là neuron thứ nhất, gọi là A1. Thì nó có neuron thứ hai, và nó cũng sẽ tính toán với cái bộ parameter của nó, để mình có được là cái A2. Và neuron thứ ba hay thứ tư hay là neuron thứ 10 cũng vậy. Mỗi một cái đường màu mà nối giữa hai này là mang cái giá trị là parameter. Neuron thứ 10 chẳng hạn. Đó. Thì như ở đây nó mang ý nghĩa là x1 nhân với giá trị thứ nhất của cái vector weight của neuron thứ nhất. Rồi x2 nhân cho w2, xn nhân wn. Để rồi tính toán như ở đây mình sẽ ra được là một cái kết quả, nó cộng tiếp với một cái b của nó nữa, một cái b của neuron này nữa. Để rồi mình bỏ vô hàm non-linear activation function để tính ra đây. Thì cái neuron thứ hai cũng vậy, nó cũng sẽ có cái bộ w của nó là w2, là w1 này, w2 này, WN này, để thực hiện phép dot product với vector x, W1 nhân x1, W2 nhân x2 để có được cái này. Có này nó lại cộng với cái B của nó, và thông qua hàm sigmoid để tính ra A2. Tương tự với cái thằng cuối cùng cũng vậy, nó cũng có cái bộ W của nó nè, W1, W2, WN, và nó cũng có một cái B. Thành kết quả của cái layer thứ nhất á, thì nó sẽ là một cái vector có 10 phần tử, bởi vì tương ứng với 10 neuron, 1. Thì thành ra vector A chính là cái vector mà output, đúng không? Vector output của cái layer thứ nhất, tính toán từ cái input đưa vào cái n phần tử. Thì cái này nó sẽ đưa vào cái layer thứ hai. Layer thứ hai có thể có mấy neuron đó. Thì cũng tiếp tục tương tự như vậy, để tính ra một cái vector các cái A nhưng mà của cái layer thứ hai. Còn đây là của layer thứ nhất. Thì bạn nào mà có theo dõi luôn cái series mà CS231N là xử lý ngôn ngữ từ xin lỗi các bạn, computer vision, có thể dán máy tính sử dụng deep learning, thì các bạn cũng thấy là mình cũng đang ở trong cái bài toán, cũng có bài giảng là back propagation luôn. Cái đó là việc mà học luôn cùng lúc hai bên đó, nó mang cái hiệu quả là bổ trợ nhau, nó giúp mình có thể không hiểu bên đây thì mình hiểu bên kia, bên kia hiểu rồi thì nó quay ngược lại bên đây mình nó hiểu tốt hơn, hoặc là bây giờ bên kia hiểu sơ sơ thì qua bên đây mình giúp mình hiểu rõ hơn nữa. Tại vì đều là deep learning mà các bạn, chẳng qua nó ứng dụng hai lĩnh vực, một cái là tự giác máy tính, một cái là xử lý ngôn ngữ tự nhiên thôi, mà hai lĩnh vực là cái nào cũng quan trọng cả. Thậm chí xử lý ngôn ngữ tự nhiên nó còn quan trọng hơn, bởi vì hiện giờ cái gì nó cũng cần phải có NLP hết. Khi
khi mình communicate với máy tính. Mình hiểu năm nay trong câu chuyện là thì giác máy tính nó giúp cho mình dạy cho cái máy tính làm sao nó nhìn được thế giới, thì cái ngôn xử lý ngôn ngữ tự nhiên á, là mình dạy cho cái máy tính làm sao nó có thể hiểu mình nói, hiểu mình, hiểu ngôn ngữ con người. Thì từ đó nó gọi là đầy đủ cái giác quan được, nó phải nhìn được, nó phải nói chuyện được, nó phải nghe được chứ, đúng không? Chứ nếu mà chỉ biết nhìn mà không hiểu thì cũng như không. Tức là để mà ý muốn nói là để mà tiến tới một cái gọi là thật sự về trí thông minh nhân tạo á, thì nó phải có đầy đủ những cái khả năng đó. Phải hiểu được ngôn ngữ nè, phải nhìn được, phải nghe được, phải sáng tạo được nè. Rồi. Vậy thì một cái single layer neuron, tức là một single layer các neuron, như này mình mới nói luôn, tức là có nhiều cái neuron hơn trong, tức là có nhiều, không phải chỉ một neuron mà có nhiều neuron. Rồi thì cũng như mình vừa mới làm, có nhiều neuron hơn. Hình 3 là như thế này, đúng không? Vẫn là vector x đầu vào. Cũng có thể là đang nói về một cái neuron, xin lỗi các bạn, một cái layer ở giữa, thì cái này không phải là vector x mà là cái output của cái layer phía trước đó. Ví dụ như là output của layer 1 vào trong layer 2 vậy đó. Thế rồi trong đó nó cũng sẽ tính toán những cái bước tương tự. Vậy thì đây, mỗi một neuron nó sẽ có một cái bộ parameters, đúng không? Neuron màu xanh nó có cái bộ parameter của nó là mấy thằng W màu xanh này với cái thằng B màu xanh này. Neuron màu xanh lá cây thì có cái bộ W màu xanh lá cây và cái thằng B màu xanh lá cây này để thực hiện cái việc tính toán với cái input để ra cái thằng A tương ứng. Cho nên đây là mỗi một cái neuron nó có một bộ, cho nên mình sẽ ghi là W1, đúng không? Vector W1. Rồi vector W2. Vector WN là M. B thì B1, B2, BM. Để từ đó nó tính ra A1, A2, AM. Giống như đây nè, ở đây AM bằng 10 nè. Rồi sau đó stack lại thành một vector A. Và gọi là khái quát hóa thì như thế này. Cứ bỏ vector Z vô cái hàm sigmoid. Nếu muốn nói đây, ví dụ như mình tính vector X với bộ W của cái neuron này, đúng không? Để ra được một cái kết quả, thì trước khi mà bỏ vào hàm sigmoid á, thì nó ra được cái kết quả gì đó. Mình ở đây người ta không có đặt ký hiệu, tức là cái kết quả của cái vector, của cái nốt này nè, của cái hình tròn này nè, tính mấy này xong cộng với B ra được cái gì rồi mới bỏ vô đó. Thì ví dụ mình gọi nó là Z đi, gọi nó là Z1, đúng không? Ở đây cũng sẽ có một cái thằng Z nữa là Z2. Đây cũng sẽ có một cái thằng Z nữa, tại trước khi mà nó đưa vào hàm sigmoid đó, Z10, thì cái này nó làm thành ra một cái vector. Một cái vector. Thì cái vector này á, mình gọi là vector Z đi. Thì vector Z này mình bỏ vào hàm sigmoid thì mình sẽ được vector A, là được vector này. Thì muốn nói là cái hàm sigmoid nó sẽ gọi là element Y, đúng không? Tức là nó sẽ thực hiện cái hàm sigmoid với từng phần tử vector Z. Tức là nó thành ra một vector là sigmoid Z1. Tức là nó thực hiện cái hàm sigmoid với Z1 để ra A1 nè. Rồi sigmoid Z2 để mà thực hiện sigmoid với Z2 ra A2. Vâng, sigmoid Z10 đó, để thực hiện là cái này để ra cái A10 này, thì kết quả nó sẽ ra vector A, A1, A2, A10. Nếu muốn nói cái element Y là như vậy, hàm sigmoid thực hiện trên một cái vector thì nó sẽ thực hiện cái hàm sigmoid với các phần tử của vector đó để trả ra một vector, nên A là một vector. Thì ý người ta nói ở đây là như vậy thôi. Các bạn thấy nè, không? Thực hiện hàm sigmoid với từng phần tử nè, Z1, Z2, Zm nè. Rồi, vector B, vector W. Thì rõ ràng là với mỗi một mà neuron á, nó có một bộ, đúng không? Một bộ các cái W và một thằng B. Rồi thằng neuron thứ hai nó cũng có một bộ các cái W và một thằng B. Cho nên là nó thành ra là cái bộ parameter của cái layer này nè, nó sẽ là một ma trận, đúng không? Ma trận. Trong đó một ma trận W lớn á, thì nó sẽ là mỗi một hàng á, là một cái bộ parameter của một neuron. Nên đây là W1 nè, W2 nè, WN nè. Rồi cái hàng thứ hai là cái bộ neuron của xin lỗi các bạn, bộ parameter của neuron thứ hai là cái này. Này, này.
rồi tương tự như vậy. Cái hàng cuối cùng là cái bộ neuron, cái bộ parameter của neuron cuối cùng, W1, W2, W N. Thì tất nhiên ở đây mình đã vẽ màu sắc cho nên mình phân biệt rồi, nhưng mà nếu mà bình thường thì mình phải phân biệt thêm bằng việc là W11, W12, W1N, rồi W21, W22, W2N, rồi 11, 12, 10N. Đó, nó thành ra một ma trận W của cái layer, cái layer 1 này. Đây là layer 1 nè, đúng không? Và nó có vector B nữa. Là vector B là B1 lần này nè. Rồi B2 lần này nè. Rồi B10, đúng chưa? Lần này. Thì đây chính là bộ parameter của cái layer thứ nhất. Và người ta sẽ ký hiệu vậy nè. Đó. Rồi qua cái layer thứ hai nó cũng sẽ có một bộ W của layer đó, đúng không? Và B của layer đó, để mà nó tiếp nhận cái thằng A của layer thứ nhất truyền qua nè, để nó tính toán tương tự, để nó ra một cái vector A của cái layer thứ hai, nó truyền qua tiếp cho cái layer tiếp theo nữa. Nên ở đây mình có một cái ma trận W là M nhân N, bởi vì có M hàng tương ứng với mỗi một neuron, đúng không? Ở đây mình có 10 neuron thì mình sẽ có 10 hàng, bởi vì mỗi neuron mình có một bộ param mà. Còn N cột ở đây sẽ là số feature của cái vector X đó. Ví dụ như ở đây X1, X2, XN thì mình cũng mỗi một hàng mình sẽ có là, tức là mỗi một bộ parameter của một neuron đó sẽ là W1, W2, WN, đúng không? Thành thử mình có W là một ma trận M nhân N, B là một vector có M phần tử, đúng không? M phần tử. Thì khi đó cái việc mà mình tính toán á, chỗ này bắt đầu nó vẽ nó hơi nháp thôi nên các bạn thông cảm nha. Cái việc mà mình tính toán ví dụ như là vector X nhân với cái bộ parameter, tức là cái vector W của neuron thứ nhất xong cộng với B đó để ra cái Z1 nè. Rồi vector X nhân product với vector W màu xanh lá cây của thằng neuron thứ hai xong cộng với B của thằng neuron thứ hai để ra cái Z2. Rồi tương tự như vậy thì cái việc đó có thể là thực hiện cùng một lúc bằng cái cách gọi là nhân luôn cái vector X với cái ma trận W. Nó tương đương với việc là vector X nhân với ma trận W luôn, ma trận W này nè, nhân với vector X xong cộng với vector B. Đây là vector, đây là vector này nè. Thì một phát ra cái Z này chính là vector Z. Nó ra luôn một phát là cái vector này. Đó. Và bỏ vector Z vào trong cái hàm sigmoid thì như mình đã biết, đúng không? Để rồi nó ra được cái là vector A luôn. Thực hiện hàm sigmoid với từng phần tử của vector Z để ra được những cái phần tử tương ứng A1 đến AM. Cho nên tóm lại là cái quá trình tính toán của một layer nó sẽ có thể gọi là như thế này. Vector X đưa vô. Thậm chí giờ bữa mình sẽ có là đưa vô tính toán cho luôn một ma trận nhiều cái hình cùng lúc chứ không phải một cái hình cùng lúc. Hoặc là một cái data sample. Đây là một data sample, nhưng mình có thể tính toán trên một bộ các data sample luôn chứ không phải là một cái. Vậy thì bây giờ mình cứ đang xét là đang tính toán trên một vector X. Vậy thì vector X đưa vô nó sẽ nhân ma trận với cái layer, với cái parameter của layer thứ nhất là W cộng với B của layer thứ nhất. Bỏ vô cái này ra Z rồi. Thì bỏ vô hàm sigmoid. Rồi tính ra luôn là output của layer thứ nhất. Layer thứ nhất tiếp tục, cái output layer thứ nhất tiếp tục nhân với cái layer thứ hai, nhân parameter của layer thứ hai, đúng không? Để ra cái Z2. Cái Z2 này tiếp tục thực hiện qua một cái hàm nonlinear activation function, lấy ví dụ là hàm sigmoid, chứ không phải lúc nào cũng làm sigmoid các bạn. Phần lớn người ta có thể xài là hàm ReLU hay là TANH, mấy hàm khác nữa nhiều lắm, nhưng mà cái này là điển hình đối với hidden layer. Còn đây là đang ví dụ làm sigmoid nên lấy cái hiệu là hàm, lấy cái hiệu là sigma thôi. Thì đây, cái này nó sẽ tính ra là cái output của layer thứ hai, hiệu là A2. Rồi lại tiếp tục như vậy, A2 nó lại đóng vai trò là input của cái layer thứ ba để mà nó tính với W3 cộng B3 để ra Z3. Tiếp tục bỏ một vào một nonlinear function để tính ra A3. Tiếp tục như vậy. Thì qua nhiều layer nó thực hiện những phép tính toán như vậy đó. Và trong mỗi phép tính toán cơ bản là cái W nhân X cộng B chính là nó làm cái này nè. Lấy vector X nó nhân với dot product với từng vector của
mỗi neuron, vector parameter của mỗi neuron nó cộng với bias để ra cái z của cái neuron đó. Tiếp tục làm vậy với neuron thứ hai, tiếp tục làm vậy với neuron thứ cuối cùng, mình ra được một cái vector các cái output của các neuron. Rồi, cho nên bây giờ cái activation function này á, nó ý nghĩa là sao? Ý muốn nói là tính cái W, X cộng B xong rồi bỏ vô cái hàm sigmoid để làm gì? Thì ở đây mới cho thấy rằng là mình có thể nghĩ về cái activation function á như là một sự hiện diện của một số cái weight combination of features. Và mình có thể dùng các cái combination này hoặc là combination của các activation này để mà perform classification task. Có thể là mình hiểu gì nè. Cái việc mà cái này có thể mình phải vẽ lại chút xíu cho nó sạch sẽ chút, chuyển qua một cái trang nháp mới đi. Bởi vì cái ý này người ta một cái nói một cái ý rất là hay nè. Mình bắt đầu với một cái input đúng không? Và input này các bạn có hình dung nó giống như là mình đang ở trong bối cảnh NLP thì nó giống như word embedding, tức là một cái vector của một cái từ hay là một cái câu nào đó mình cần classify nó. Ví dụ như classify nó là positive hay negative trong bài toán sentiment analysis, hay là muốn classify cái word vector này là cái từ này nó là thuộc về cái loại nào, nó có phải là location tag hay không, hay phải là personal name hay không trong cái bài toán là name entity recognition, thì cứ hiểu nó là một cái vector của một cái data sample đi. Có n feature xn, và người ta thường có thể vẽ nó kiểu gì tròn tròn vậy nè. Vậy thì thôi cứ vẽ theo kiểu vector thông thường đi đó. Vậy thì qua từng layer đó, cái ý nghĩa của cái việc mà nó được gọi là kết hợp với các cái weight, tức là được weight sum, nó được nhân, nó được scale bởi các gọi là giá trị W của từng layer, nó mang một ý nghĩa giúp giải thích là cái neural network nó làm gì. Mình biết như cái vụ hồi nãy là khái niệm mảnh scale lên đúng không? Nó x1 nó được scale bởi W1, bởi W1 bằng 2 thì x1 nó được scale lên, tức là muốn nó được nhân lên gấp 2 lần. W bằng W2 bằng 0.5 thì có nghĩa là x2 nó bị scale xuống là một nửa. Để rồi nó cộng với cái B1 này, cái B màu xanh này nó tính ra Z. Thì cái phép mà Z á nó gọi là weight. Đúng không? Weight sum. Tức là sum mấy này lại. Nhưng mà mỗi thằng nó có một cái trọng số, đóng vai trò thằng W nó đóng vai trò là cái trọng số. Cơ bản là mình đang tổng x1, x2, xn. Xin lỗi các bạn, hàng giọng quá. X1 cộng, cơ bản là cái việc mình tính z đó, chính là mình đang cộng x1, x2 với xn với nhau. Nhưng mà không phải mình cộng khơi khơi mà mình cộng tụi nó lại với một cái, với mỗi thằng nó có một cái trọng số ít hay nhiều. Mình hiểu hôm nay vậy đó. Và cái trọng số ít hay nhiều đó thể hiện bởi cái thằng W2. Nó giống như bây giờ tôi có cái thằng này, tôi có thằng này, tôi có thằng này. Tôi muốn cộng tụi nó lại, nhưng mà tôi không muốn là lấy hết thằng này mà tôi lấy một nửa thằng này thôi chẳng hạn, thì tôi lấy một nửa của thằng A thôi, rồi tôi muốn lấy 1/3 của thằng B thôi đó, tôi mới lấy 1/3 của thằng B thôi, mà tôi muốn lấy là 2 lần cái thằng C, đúng không? Thì nó chính là tôi muốn sum tụi nó lại, nhưng mà tôi muốn gán cái trọng số cho mỗi thứ, chứ tôi không muốn tụi nó là ngang nhau. Nếu mà tôi ngang nhau thì nó là 1, 1, 1. Nhưng mà tôi không muốn vậy, tôi muốn lấy ít thằng này hơn, nhưng mà lấy nhiều thằng này lên. Thì cái đó là chính là mình gán cái trọng số cho nó. Thì trong trường hợp này chính là mình làm như vậy với X và W1, W2, WN đó. Nó đóng vai trò chính là cái trọng số, cái weight, đúng không? Rồi cộng với bias nữa thì nó mang tính chất là giống như mình. Rồi. Vậy thì cái kết quả này nè, thông qua cái hàm sigmoid nữa, mình sẽ có được cái A như đã biết ở trên. À, giờ ta gọi đây là A1 đi. Rồi, tương tự ở đây mình cũng sẽ có cái Z2 và A2. Z10 đi. A10. Đang lấy ví dụ là cái layer này mình có 10 unit, có 10 neuron. Vậy thì tiếp tục thằng A2 này nè.
nó được gọi là sao, nó được qua cái layer thứ hai, phải không? Qua layer thứ hai và nó được làm tương tự như thằng X đối với layer thứ nhất vậy. Vậy thì ý nghĩa là thằng A2 này sẽ lại được quay xâm, đúng không? Ở trong layer thứ hai thì thằng A2 này nó đóng vai trò như X thì nó lại tiếp tục, nó được quay xâm tiếp. Giống như thằng thứ nhất nè, nó tính ra Z1 chính là quay xâm, tức là nó cũng là được gọi là gán trọng số, để rồi nó tổng lại ra Z1. Tương tự như vậy với mấy thằng Z kia, mỗi neuron nó giống như nó đánh giá mỗi thằng X1, X2 theo một cái kiểu khác nhau. Thằng neuron thứ nhất á, thằng màu xanh này nè, nó giống như là có thể là nó đánh giá cao cái thằng X1 hơn, bằng cách là nó cho cái thằng W1 này lớn. Giống như nãy cái ví dụ nãy đó, ví dụ mà mình lấy ABC các kiểu đó, nhưng mà mỗi thằng mỗi kiểu ít nhiều đó, đúng không? Này lấy 1 phần 2, này lấy 1 phần 3, mà này muốn lấy 2 thì mình ra một kết quả khác. Nhưng mà cái ông neuron này thì ông lấy theo kiểu này đi, nhưng mà cái ông neuron này ông lấy kiểu khác, ông neuron này ông lấy kiểu khác thì sao? Neuron này ông muốn lấy theo kiểu là bây giờ cái thằng A này tôi muốn lấy 2 lần, thằng B này tôi muốn lấy 3 lần, nhưng thằng C tôi muốn lấy ít thôi, tôi lấy 1 phần 10 thôi. Thì ông ra cái kiểu khác, đúng không? Rồi ông cuối cùng ông lại không thích vậy, ông thích là thằng A lấy nhiều lên 100 chẳng hạn, thằng B lấy ít thôi 0.1 thôi, còn thằng C thì lấy 2 chẳng hạn. Thì ông cái thằng neuron cuối cùng này nó đánh giá mấy thằng đầu vào theo cái kiểu khác, nó muốn có một cái tỷ lệ khác, thì nó thể hiện qua cái bộ W của nó khác, bạn hình dung không? W của nó khác. Vậy thì tương tự như vậy, thằng A khi mà qua layer tiếp theo đó, nó cũng bị như vậy, nó cũng bị đánh giá theo những cái kiểu khác nhau bởi những neuron của cái layer thứ hai. Hình dung không? Đây là neuron của layer thứ nhất nè. Tạm bên đây neuron thứ nhất, layer thứ nhất đi. Thì qua layer thứ hai nè. Giả sử nó cũng có bây giờ giả sử nó có 2 neuron thôi. Đây. Đó, thì nó tiếp tục nó bị đánh giá với những cái way khác nhau, đúng không? Bởi cái neuron thứ nhất. Để nó thực hiện phép way sum y như vậy luôn. W1 nhân A1, W2 A2, W3 A3 cộng với cái B để nó ra được là Z1, nhưng mà Z1 này của layer 2, đúng không? Nhưng mà nó biết. Rồi nó cũng ra cái A1 nhưng mà layer 2. Rồi nó lại có thằng neuron thứ hai. Thằng neuron thứ hai lại đánh giá mấy thằng A1 theo cái kiểu khác nhau, đúng không? Theo cái kiểu khác nhau, nó ra những tỷ lệ, những cái way khác nhau thông qua cái bộ W của nó. Tất nhiên đây là cái bộ của layer 2 nha, nó khác với bộ bên đây. Bên đây là của layer 1. Để nó rồi cũng ra cái Z2 nhưng mà của layer 2 và A2 của layer 2. Ý muốn nói là mỗi một cái neuron đó, giống như là một cái thằng mà nó kết hợp mấy thằng input theo những cái tỷ lệ khác nhau vậy đó. Hình dung không? Giống như bà 8, đúng không? Ví dụ như cái thằng này thì giống như bà 8, bà muốn lấy thằng A 1 phần 2 ở tỷ lệ 1 phần 2 thằng A, 1 phần 3 thằng B, 1 phần 3 lần 2 thằng C. Nhưng mà qua cái ông này, ông chính ông muốn lấy ABC theo kiểu là hai lần ông A, lấy hai lần cái A, ba lần cái B, nhưng mà lấy 1/10 cái C thôi. Ông sẽ ra một kết quả khác. Ông vẫn là tất cả vẫn là đang là muốn tổng lại ABC, nhưng mà tổng theo những cái tỷ lệ khác nhau, theo những cái quay, những cái trọng số khác nhau. Thì mỗi thằng neuron nó cũng đang làm vậy đó. Neuron thứ nhất nè, nó đang lấy những cái input nhưng mà theo những tỷ lệ khác nhau. Thằng neuron thứ hai cũng đang lấy tổng các cái input nhưng mà theo những cái tỷ lệ khác nhau, theo những cái trọng số khác nhau, thể hiện bởi cái bộ param của nó. Vậy thì cái thằng bên đây cũng vậy nè. Cái layer thứ hai nó đang lấy tổng các cái input của nó, tức là cái output của layer thứ nhất, nhưng mà theo những cái trọng số khác nhau, đúng không? Thì thằng neuron thứ hai của layer thứ hai cũng đang làm như vậy với cái trọng số của nó. Như vậy thì mới hiểu ý người ta nè. Qua đây vẽ chút xíu cho nó đẹp nè. Đây là layer thứ hai, đúng không? Này là layer thứ nhất nè. Layer thứ hai. Như vậy thì mới hiểu ý của người ta ở đây là mình có thể hiểu rằng những activation này nó giống như những indicator, những cái sự thể hiện rằng
một cái weight combination, một cái sự kết hợp nhưng mà có trọng số của các cái feature. Của các feature là sao? Cái feature ban đầu nó đưa vô là feature vector, là vector x nè. Nhưng mà mình sẽ hiểu theo cái kiểu là qua cái layer thứ nhất á, tụi nó kết hợp mấy cái feature này lại với nhau theo một cách nào đó để nó tạo ra những feature mới. Những feature mới này giúp gọi là tốt hơn, giúp cho model nó xác định tốt hơn. Giống như bây giờ đây là một cái word embedding vector, nhưng mà qua cái layer thứ nhất với model nó sẽ tìm cách nó kết hợp nó lại để tạo ra một cái feature khác. Mà trong cái khóa học Deep Learning Specialization của Mandarin, ông lấy một cái ví dụ mình khiến cho mình dễ hình dung hơn. Ví dụ như bài toán đầu tiên á, là trong ví dụ đó là ông lấy một cái bài toán, ông lấy ví dụ là một cái bộ dữ liệu mà mình đang muốn dự đoán, muốn xây dựng một mô hình giúp xác định giá của một bất động sản. Thì cái vector x đưa vô có thể là, ban đầu nó có thể là diện tích ngôi nhà nè, đúng không? Diện tích. Nó có thể là số phòng nè, số phòng. Rồi nó có thể là nó có thể là độ gần độ gần với trường học nè, tức là score đi, score distance đi. Rồi độ gần với chợ chẳng hạn, market distance đi. Giả sử cái vector x này nè, đó, nó có 4 feature. Vậy thì qua cái layer thứ nhất á, thì đại khái là layer thứ nhất, thằng neuron thứ nhất nó đang gọi là nó lấy mỗi một cái một chút theo cái bộ param của nó, như mình đã biết. Thì ý muốn nói nó tính ra một cái chỉ số, nó tính ra một cái feature khác, theo cái ý nghĩa là nó đang muốn tìm cho, nó muốn tạo ra một cái feature khác mang cái tên là độ thuận tiện. Cái tính thuận tiện của ngôi nhà này trong cái vấn đề mà khi mà sống ở đây thì nó có thoải mái về mặt gọi là tiện lợi hay không, convenient, đúng không? Có thuận tiện hay không, bởi vì những yếu tố như là gần trường gần chợ nó sẽ tạo nên một cái yếu tố trừu tượng là tính thuận tiện ngôi nhà. Những cái độ mà gần trường bao nhiêu, gần chợ bao nhiêu á, thì nó là những thông tin cụ thể. Nhưng mà những cái đó nó kết hợp lại, nó tạo ra một cái khái niệm quan trọng hơn, đó là cái khả năng, cái tính thuận tiện của ngôi nhà khi mà một người ở trong đó, đúng không? Bởi vì gần chợ, gần trường đồ thì sẽ thuận tiện hơn. Mà những cái yếu tố này sẽ giúp model nó xác định cái giá ngôi nhà tốt hơn là dựa vào cái số tiền, hay là cái khoảng cách, hay là số phòng cụ thể. Rồi cái bây giờ cái neuron thứ hai đó, có thể nó lại làm một cái phép tính khác để nó tạo ra một cái feature khác mang cái tên là độ thoải mái của người ở trong cái nhà chẳng hạn. Cái sự là, đây là thuận tiện, còn đây là sự là thoải mái, hay là chỉ số hạnh phúc gì đó. Bởi vì cái nhà mà nếu mà rộng á, hoặc là có nhiều phòng thì nó sẽ thoải mái, nên gọi là độ thoải mái đi, comfort, stability đi, đúng không? Thì có thể hai cái feature mà model nó tự nó tạo này á, nó tốt hơn là nó giúp, tức là nó giúp mà xác định cái giá của nhà tốt hơn là so với xài mấy cái feature ban đầu. Những feature ban đầu nó sẽ chứa đựng những cái thông tin, nhưng mà nó phản ánh những cái yếu tố trừu tượng quan trọng hơn, giúp xác định cái nhà nó giá cao giá thấp, đúng không? Thì đây cũng chính là cái ý người ta muốn nói đây. Nó sẽ dựa vào những cái feature ban đầu đưa vào, những cái feature mà gọi tạm gọi là thô, tạm gọi là thô, để mà nó tạo ra những cái feature mà nó ở một cái có một cái tính hữu ích cao hơn, nó giúp model nó xác định dự đoán tốt hơn, gọi là high level feature. Đây là ví dụ như gọi là low level feature, còn đây nó gọi là higher level feature, đúng không? Nhưng mà đây chỉ là layer thứ nhất thôi. Qua nhiều layer như vậy nó sẽ tạo ra những cái layer, xin lỗi bạn, tạo ra những cái feature mà nó hữu ích hơn nữa. Thì điều này giải thích cho cái cách hoạt động của neural network. Thì cái phần này nó gọi là learning representation, đúng không? Dựa vào những cái feature, bây giờ nó combine những cái feature lại, đúng không? Theo những cái tỷ lệ khác nhau, đó, để nó ra cái những cái activation function. À, xin lỗi các bạn, activation value. Chữ A này thường người ta đặt ký hiệu vậy, mình nghĩ muốn nói nó là activation đó, là kết quả của cái function mà non-linear activation function đó.
giống như ví dụ như thầy bữa mình xài những thư viện như TensorFlow rồi đó, khi mình đặt một layer, mình xài cái layer của nó, ví dụ như layer là convolution neural net hoặc là dense net đi, đúng không? Cái này thực ra nó là dense net ở trong TensorFlow nè, dense layer chứ không phải bạn, xin lỗi bạn, không phải dense net mà dense layer nha. Dense layer thì mình sẽ define cái n số unit nè, rồi mình sẽ define cái activation là cái loại gì, sigmoid hay ReLU gì đó, activation function. Ok, vậy thì đó, ý người ta vậy đó, combine những cái feature ban đầu lại thành ra một cái tỷ lệ theo một cái weight combination nào đó để ra những activation, rồi lại combine những cái activation đó theo những cái tỷ lệ nào đó để ra những cái activation tiếp theo đó. Giống như ở đây mình combine mấy này lại mình ra những cái activation này, là những cái feature mình hiểu là những higher level feature này, nhưng mà để tiếp tục combine nó lại tiếp nữa, có thể là chưa đâu, cái này nó có thể nó cộng vô nhưng mà nó cũng lấy 1/2 cái độ convenient thôi, hoặc nó lấy rồi 2 lần cái comfortability, nó mới tính ra một cái chỉ số giúp nó xác định được cái nhà nó nên bán mấy tỷ. Mày hiểu ý không? Nó cũng lại một lần nữa nó được combine nhưng mà theo những cái trọng số khác nhau mới gọi là combination. Ok, rồi mình qua feed forward computation. Rồi, nói kỹ lại chút xíu trước khi qua phần khác, có thể là sẽ có những bạn không hiểu chỗ này, các bạn nào thấy dễ quá thì thôi, nhưng mà tại sao lại là W ở trên là W transpose X cộng B ở dưới là như thế này là sao, thì nó là vậy thôi các bạn ạ. Mình có vector X đúng không, mình có vector X là X1, X2 đúng không, dụ như là X3 đi, mình đây là vector X, mình muốn nhân nó với vector B, vector W, xin lỗi các bạn, W1, W2, W3, đúng không? Đây là vector W. Thì phép dot product là mình sẽ có là W1 nhân X1, W2, X2, W3, X3 cộng lại, đúng không? Sau đó mình cộng với thằng B, đúng không? Như vậy là mình sẽ có là W1 nè, X1, W2, X2 cộng W3, X3 cộng B, đó, cộng lại. Thì giờ người ta ghi như vậy á, thì WX nhân W nhân X cộng B thì không nói rồi đúng không? Cái này biết rồi. Nhưng bây giờ ý người ta là ta đưa B vô luôn á. Ta đưa B vô để nó thành ra vậy nè. Đưa B vô luôn. Thành ra để B đây luôn đi. Đó. Thì khi đó mình phải thêm thằng số 1 ở đây. Để thành ra là cũng là W1 nhân X1, W2 X2, tức là lúc đó thì W nhân cho X, hay nói khác là W đó nó trở thành ra là một cái vector W mới, nhưng mà trong đó nó có một thằng B nó concatenate vô luôn á, hiểu không? Vector B, vector W cũ nó concat, tức là đưa B vô thành một cái phần tử cuối của nó, thành ra một cái vector mới, đúng không? Rồi nó nhân với vector X của vector X mới này, nó cũng gọi là nó cũng concat với một cái phần tử số 1 ở cuối để ra một vector X mới. Thì giờ hai này nhân nhau thì cơ bản là cũng là X1 W1, X2 W2, X3 W3, rồi 1 nhân với B thì cộng lại cũng sẽ ra được cái này. Đó, vậy thôi các bạn. Ký hiệu mà. Để hiểu chỗ này có nhiều khi các bạn không hiểu, lại thấy thắc mắc chỗ này lại gây ảnh hưởng đến phần sau. Còn tại sao mà W nhân X 2 vector, anh đang nói là X nhân với B thì ở đây người ta ghi là W transpose và X là sao anh? Thì có nghĩa là gì? Cái này là nhân vector. Nhưng mà ở trong code á, nếu mà muốn nhân mà kiểu vậy đó, thì thật ra là mình có thể numpy nè, dot nè, giữa là X với W, ok cũng xong. Nhưng mà muốn ghi theo kiểu là như thế này là bởi vì ý muốn nói là để mà cái nhân cái shape nó đúng á, thì cái W á nó phải lật ra lại. Tại vì nếu mà mình để như thế này á, là nó có cái shape là N1, thằng này cũng có cái shape là N1, tức là N1 cột. Thì theo cái nguyên tắc mà nhân ma trận á, cái này thuộc về kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính, cho nên là muốn nhân cho đúng á, thì nó phải là gì? Nó phải là cái thằng sau nó phải là bằng, tức là cái thằng thứ hai của thằng sau á, nó phải bằng cái thằng đầu của thằng trước. Vậy cái shape mà muốn tính ra đúng thì nó phải là gì? Nó phải là 1N nhân với là N1 đó, thì nó mới gọi là nó compatible về cái shape được. Cho nên một là thằng X phải transpose để nhân với W, hai là thằng W phải transpose nhân với X. Transpose ở đây có nghĩa là nó lật ra, đang là vậy thì nó lật ngang ra, thành ra là nằm ngang thôi, không có gì hết đó. Nó là transpose thôi đó. Đây là phép mà W transpose nữa, để lật ngang ra được vậy thì nó mới thành ra có cái shape là 1 nhân N. Thì từ đó nó nhân với thằng X là N nhân 1,
thì cái shape nó mới compatible. Thì mình sẽ thấy khi mà mình thấy W transpose X thì mình cũng hiểu rằng nó là vector W mà dot product hay là nhân vector với vector X. Nó cũng vậy thôi, tương tự nên các bạn thấy mấy cái chỗ này có W transpose nè, chữ T là transpose đó, có nghĩa là nó lật ra. Tại W á, mình đang nói thường đó là một cái cột hay là vector là nó cột hết á. Là dạng là n nhân 1. Cho nên để mà nhân cho đúng cái shape của nó là mình phải lật thằng này ngang lại thành 1 nhân n, để nhân với thằng x là n nhân 1 thì mới ra được là cái phép dot product. Rồi mình cũng sẽ hiểu tại sao có cái chữ T ở đây luôn. Thì bởi vì ma trận như nãy mình nói đó, W nè, là nó là sao? Là một cái ma trận mà trong đó mỗi một cái hàng đó, đâu rồi cái hình đây nè, mỗi một cái hàng của ma trận đó chính là một cái vector của một cái neuron, đúng không? Vậy nếu như cái mình đang nói cái neuron đầu tiên là cái thằng màu xanh nước biển nè, nó có cái bộ vector của nó là W1, W2, WN là một cái vector. Vậy thì bây giờ mình bỏ nó vô thành một cái hàng của ma trận W á, thì mình phải lật ngang nó lại, đúng không? Rồi cái thằng neuron thứ hai, thằng xanh lá cây cũng vậy, nó cũng có cái bộ nó cũng có một cái vector W của nó là cái W1, W2 màu xanh lá cây nè. Thì bây giờ để ý muốn nói là nó là một hàng của ma trận W thì người ta cũng là ghi theo kiểu là phải lật ngang nó lại, không? Nói chung khi nào mình thấy một cái vector mình phải hiểu mặc định người ta đang nói một cái cột đó. Như người ta define vector B thì nó cũng là một cái vector cột nè. Cho nên khi muốn nói là một cái hàng thì phải có cái dấu transpose vô. Mấy cái chỗ nhỏ nhỏ như vậy đưa của tôi khi không hiểu nó gây ảnh hưởng đến phần tiếp theo. Nên mình muốn làm rõ luôn, bạn nào biết rồi thì chịu khó nghe lại ha. Tiếp các bạn, feed forward computation, mình biết quá trình feed forward rồi. Hay đôi khi mình cũng hãy nghe cái chữ là forward propagation cũng vậy. Nói chung là phần mình tính forward mình đi tới mà, mình tính tới. Tí nữa backward mình đi lui, mình đi ngược lại. Vậy thì cái phần tính tới là sao? Tính tới nghĩa là mình nhận vector x, vector rồi mà dữ liệu của data sample đó, rồi mình tính tới qua từng layer mình tính ra cái activation của nó, A1, A2, A3 nãy giờ mình biết đó. Thế rồi mình cứ tính hoài như vậy đến ra cái layer cuối á, mình tính ra cái gì? Mình tính ra cái chỉ số và xác suất, mà ví dụ trong bài toán này là name entity recognition, đúng không? Là mình muốn phân biệt, đúng không? Cái này nó liên quan đến cái nội dung của lecture, là mình đang đưa vào cho model một cái vector đại diện cho 5 cái từ này. Mà cái chính là mình muốn model nó dự đoán ra là cái chữ Paris này là có phải là location hay không. Tức là mình đang giải quyết một cái bài toán là binary name entity recognition. Là trong đó mình muốn xác định xem là cái kết quả là cái từ này nó có phải là một cái loại nào đó hay không. Ví dụ như location hay là personal name hay là organization đó. Thì cái vector x nó sẽ là có n dimension, đúng không? Có n phần tử. Mà như trong bài giảng mình biết rằng ví dụ như mỗi một từ, hoặc như phần trước mình biết là cái word embedding, cái số phần tử của word embedding có thể là một con số nào đó mà do quá trình huấn luyện ra cái word embedding theo cái phương pháp nào đó người ta chọn. Ví dụ như Skipgram hay là Clovac, người ta chọn n bằng 300 và mình có được word embedding vector, tức là một cái vector đại diện cho một từ là có 300 con số. Vậy thì cái vector mà của 5 cái từ này là mình concatenate lại, mình nối tụi nó lại thành một vector là 5 x 300 là 1500 con số. Thì n sẽ là 1500. Đúng không? Thì vector này mới bỏ vào cái layer thứ nhất thông qua từng unit, từng neuron của nó để tính ra từng cái activation là A. Thì cái A này nó sẽ là có n dimension, bởi vì ý muốn nói là đây là vector A, giống như là một cái vector mà có 5, có 10 phần tử A1, A2, A10 nè. Vì cái layer thứ nhất mà nó có 10 neuron đó, thì vector A nó sẽ là có 10 phần tử. Rồi, đó các bạn thấy, mình muốn là classify có phải cái từ Paris là một cái name hay không, hoặc là ý muốn nói là một cái loại nào đó, đó nói chung đó. Có phải location hay không, có phải là personal name hay không, có phải là organization hay không. Bởi vì mình thay vì mình build một cái model là mình xác định luôn một cái từ như từ Paris là cái loại nào, thì ở đây mình build nhiều cái binary model, mỗi một model nó xác định một loại. Ý ở đây người ta nói gì nè, cái sở dĩ mà mình đưa vào một cái bộ một cái vector của 5 từ thay vì đưa từ Paris vô không á, là bởi vì mình muốn đưa cho nó một cái bối cảnh luôn, một cái context. Từ Paris ở trong mỗi context là một vài từ gần đó, nó sẽ giúp bổ trợ ý nghĩa của từ Paris hơn là đưa một cái từ Paris vô. Do đó mình mới đưa vào là 5 từ quanh nó. Thì tất nhiên là 5 hay 7 gì đó nó cũng là một cái sự lựa chọn thôi, đúng không? Một cái context window size, tức là cái kích thước của window.
Vậy thì đại ý của đoạn này á, người ta nói là vậy nè. Là ở đây mình không phải là chỉ muốn gọi là xác định xem là cái từ museum á, nó có nằm ở trong cái context hay không. Ý muốn nói là nếu như mà museum á, mà nó xuất hiện ở trong cái context, trong cái mà đang cần xác định là Paris có phải là một cái location hay là personal name hay không đó, thì từ museum á, nó sẽ đóng vai trò quan trọng, đúng không? Là bởi vì museum có nghĩa là bảo tàng, đúng không? Vậy thì nếu mà xuất hiện từ museum á, thì khả năng Paris á, là tên của cái thủ đô Paris, chứ không phải là tên của cái bà Paris Hilton, là cái bà mà celebrity, mà bà ngôi sao mà ăn chơi đó. Vậy thì cái việc mà đưa một cái context nó sẽ giúp bổ trợ cho ý nghĩa của từ Paris. Tuy nhiên, không phải là cứ xuất hiện từ museum thì có nghĩa là cái Paris sẽ rõ nghĩa là chắc chắn là tên thủ đô của Pháp. Mà ý người ta muốn nói là cái sự sắp xếp, cái vị trí hoặc là cụ thể những cái từ khác bên cạnh cái từ museum nó cũng quan trọng nữa. Bởi vì museum in Paris nó sẽ khác ý nghĩa là Paris in museum. Bởi vì như người ta nói đây nè, cái chữ mà museum á, nó đóng vai trò quan trọng chỉ khi sau nó là từ in thôi. Ý muốn nói là chỉ khi mà phía sau cái từ museum là từ in á, thì nó mới bổ trợ cho ý nghĩa Paris là cái tên thủ đô Pháp. Ý muốn nói bảo tàng ở Paris thì mới thể hiện rằng là Paris là tên của thủ đô. Chứ nếu mà cái từ in nó không đi sau từ museum đi, mà nó đi trước đi, in museum đi, hoặc là Paris in museum đi, tức là thứ tự nó cũng khác, thì rất có thể nó đang nói đến cái chuyện là bà Paris Hilton bà đang ở trong cái bảo tàng nào đó. Thì cái chuyện đó nó là vấn đề cụ thể, mình đang lấy ví dụ minh họa thôi. Để ý muốn nói cái này nè, tại sao phải có cái activation mà sao không là đưa luôn cái vector word embedding vào trong một cái function để mà sigmoid để mà tính ra, hoặc là function sóc mắt để tính ra luôn cái kết quả là khả năng cái từ này là location là bao nhiêu luôn, mà phải qua những cái layer, phải qua neural network chỉ cho mệt, phải qua những layer mà tính ra cái activation chỉ cho mệt vậy. Thì bởi vì á, mình không chỉ là cần sự xuất hiện của museum để bổ trợ cho chữ Paris, mình cần biết là những cái mối quan hệ của những từ này, thứ tự của những từ này nó cũng sẽ ảnh hưởng. Do đó mình cần những cái activation đó, nó đóng vai trò, nó giống như nó sẽ tính toán ra, nó tính toán ra những cái high level feature, giúp nó xác định xem là mấy mối quan hệ đó nó có nó ảnh hưởng như thế nào đến cái ý nghĩa của từ Paris vậy đó. Giống như museum mà in museum in Paris, nó sẽ thể hiện rõ ý nghĩa là Paris là tên thủ đô Pháp, bảo tàng ở thành phố Paris. Nhưng mà Paris in museum thì khả năng nó đang ý Paris là tên của bà kia. Cho nên các bạn mới thấy người ta nói nè, là cứ không, tức là cái xác suất mà cao rằng á, tức là cái khả năng cao rằng á, là mình không phải là chỉ muốn sự xuất hiện của một cái từ trong window thôi, mà mình cần phải có hoặc là biết những cái mối quan hệ, những interaction, những cái sự tương tác của những cái từ này nữa, trong một cái mối quan hệ, trong một cái thứ tự nào đó nữa, thì mới giúp là classify được đúng, đúng không? Và những cái gọi là non-linear decision đó, thường là nó sẽ không thể được nắm bắt bằng chỉ bằng cái cách là mình đưa cái dữ liệu, tức là đưa cái word embedding vector đi thẳng vô trong cái softmax function luôn, không làm gì được. Làm vậy nó không có extract, nó không có phát hiện được những cái mối quan hệ mà phi tuyến kiểu như vậy, tức là những cái mối quan hệ phức tạp như vậy. Nó cần phải có những cái hidden layer, không, layer 1, layer 2, 3 để tính qua A1, A2, A3, tính ra được những cái high level feature đó, nó mới extract ra được, nó mới phát hiện ra được những cái quy luật mà phức tạp như vậy. Cái quy luật phức tạp ở đây là cái chuyện mà museum với từ in, từ nào đứng trước, từ nào đứng sau, nó sẽ ảnh hưởng đến chữ Paris đó. Thì muốn nói là mình cần có những cái linear function để nó phát hiện nó những cái quy luật phức tạp như vậy. Chứ mà đưa cái word embedding vô cái hàm softmax luôn thì nó không làm được. Nó không đủ complex, nó không đủ mà mạnh để mà phát hiện những cái quy luật đó. Đúng không? Rồi, thì tiếp theo là mình có thể sử dụng thêm một cái ma trận U nữa, để mình tính toán ra một cái unnormalized score for classification task. Ý muốn nói là sao? Khi mình có cái A rồi đó, mình hình dung ở trên là mình bỏ qua thêm một vài cái layer nữa đi. Ví dụ layer 1 nè, mình ra được cái A1 đúng không? Nguyên cái cục này là vector A1 nè, các bạn biết rồi cái gì? Đây, đó là vector A1, tức là vector activation output của cái layer thứ nhất. Đây là vector A1 nè, vector A1, đúng không? Thì bỏ qua layer thứ hai nè, tính ra tiếp ra vector là A2 chẳng hạn, là vector này. Thì cái A2 này mình đang lấy ví dụ có 2 unit, đúng không? Có 2 neuron, cho nên nó ra 2 cái phần tử.
Thì mình lấy hình ảnh nôm na như thế này đi. Trong cái bài toán hồi nãy mình ví dụ là dự đoán giá nhà đó, thì bây giờ dựa vào hai cái này mình sẽ phải combine nó lại một lần cuối cùng để mà ra một cái chỉ số, đúng không? Ở đây có thể là chỉ số này nó sẽ thể hiện ra là cái giá bao nhiêu tiền, 5 tỷ, 7 tỷ gì đó. Hoặc trong bài toán này thì cũng phải combine hai cái số này lại để thành ra một quyết định cuối cùng, là một chỉ số xác suất rằng cái từ đưa vào đó, nó là location là bao nhiêu phần trăm. Vậy thì để làm như vậy thì nó cũng phải thông qua một cái phép tính cuối, đó là mình có đây là A1 đúng không? Vector A, giả sử vector A2 ở trên này. Nó vậy. Nó là A1, A2. Đó. Vậy thì để cho nó trở thành ra một cái số thì nó phải nhân với một cái vector U nữa. Các bạn hình dung không? Cũng là một vector U. U1, U2 cũng đóng vai trò giống như là tổng số vậy đó, như quay vậy đó. Để mình mới có được là gì? Là A1. A1, U1 cộng A2, U2. Thì hoàn toàn tương tự như cái vụ transpose hồi nãy, cho nên mình sẽ ghi là vậy nè, U transpose A2. Phải không? Để mình ra được kết quả này. Thì nó giống như một cái score, đúng không? Một score cho biết rằng là cái không phải là xác suất, chưa phải xác suất nếu mình chưa bỏ qua sigmoid. Nếu bỏ qua sigmoid nữa thì mới đúng. Thì cái này nó sẽ mang ý nghĩa nó giống như là cái xác suất mà cái từ đưa vào cùng với mấy cái word nằm ở trong cái context đó, nó có khả năng là một location là bao nhiêu phần trăm. Hoặc là một model khác mình đang build cho cái việc là xác định xem nó có phải là tên người hay không, thì cái xác suất đó là xác suất cái từ đưa vào là tên người là bao nhiêu phần trăm. Đúng không? Do đó ở đây người ta mới nói là thế này. Đó. Mình tính ra cái A xong mình nhân với vector U để mình ra được một chỉ số score. Và score này á thì người ta có thể bỏ nó qua một cái function là sigmoid nữa để mình có được cái probability như mới nói. Nhưng mà hiểu là cái đây chính là cái phép toán toán này nè, U nhân A nè, đúng không? U nhân A nè. Là cái score nè. Là cái S này nè. Rồi, nói chút xíu về gọi là analysis of dimension, tức là mình phân tích, mình xem thử cái dimension của các cái U, A, B rồi W rồi là sao đó. Là như thế này. À. Như nãy giờ mình cũng biết rồi. Mỗi một word vector nó sẽ có bao nhiêu một con số đó, bao nhiêu phần tử đó. Ví dụ như 300 đó. Còn đây người ta lấy ví dụ là có năm từ, mỗi một từ là có 4 dimension thôi, tức là 4 phần tử cho một vector thôi. Cho nên mà concatenate lại mình có vector x ban đầu là của 5 từ, như vậy là mình sẽ có 5 x 4 bằng 20, tức là cái x sẽ có 20 phần tử. Đúng không? X có 20 phần tử. Và như ở trên mình có nói rồi, x 20 phần tử thì cái mỗi một cái bộ W, tức là mỗi một cái vector của một cái neuron á, mà của layer đầu tiên nè, nó sẽ cũng có 20 phần tử. Nó W1, W2, WN nó tương ứng với 20 cái phần tử của x. Như vậy là cái ma trận W có phải nó có 20 cột không? Đúng không? Số hàng thì bằng số neuron của cái layer, nhưng mà số cột là bằng số feature của input vector. Như vậy là số cột nó sẽ là 20. Đây, nên các bạn thấy là R8-20 nè, tức là W nó sẽ là 8 hàng và 20 cột. 8 hàng có nghĩa là mình xài 8 neuron, không? Không phải 10 neuron như ở đây, mình lấy ví dụ 10, nhưng mà thật ra 8 neuron trong ví dụ này thôi. Do đó là nó có 8 hàng nè, đúng không? Đây, chúng ta sẽ sử dụng là 8 cái sigmoid unit nè. Đúng chưa? Thì tương ứng với mỗi một hàng của W thì tương ứng nó cũng sẽ là một hàng B, cho nên là B cũng sẽ là 8 unit vector B. Đúng không? Vector B. À, B nè. Đó. Mỗi neuron 1B. Và khi mà tính toán ra thì sau cái ma trận này, tức ở đây người ta chỉ gọi là có một layer thôi. Ở đây mình đang nói và lấy ví dụ với nhau, thì tính cái này xong ra vector A bỏ qua layer tiếp theo, rồi tính qua layer tiếp theo nữa. Nhưng mà ở mức đơn giản như trong đây thì người ta đang chỉ xài một layer thôi, đúng không? Tính qua cái đầu tiên là ra được một vector A và có 8 phần tử, tức là A1, A2, A3, A8. Thì mới nhân với vector U, đúng không? Nhân với vector U cũng là U1, U2, U3, U4, U8. Cho nên cái U cũng là một vector có 8 phần tử, đúng không? 8 hàng một cột nè. Để ra được cái S. Và cái quá trình tính toán nó sẽ như thế này. Từ X đưa vô nhân ma trận với W cộng B ra được cái Z, đúng không? Z thông qua hàm sigmoid. Đó, như các bạn thấy, ở trên người ta không nói nhưng mà ở trong đây người ta có nói nè. Tức là mình phải chia ra 2 bước đó. Mình tính X với W trước, với B trước để mình ra cái Z trước.
rồi bỏ cái z này vào trong cái function sigmoid để mà ra được cái vector a, thấy chưa? Rồi từ đó vector a nhân vector với vector u để mình có được cái s. Rồi mình qua phần tiếp theo là maximum margin objective function. Thế thì cũng như những cái machine learning model khác đó, neural network nó cũng sẽ phải cần một cái optimization objective. Mình hiểu nôm na là cái nhiệm vụ mà cần phải tối ưu, đúng không? Phải đạt được, giống như mình đặt mục tiêu cho nó vậy đó. Tức là cái đây nó sẽ là một cái thước đo cái độ error, cái độ sai sót, hoặc là cái độ goodness. Giống như mình đặt ra mục tiêu cho nó thì mình có thể đo bằng cái độ tốt mà nó hoàn thành được nhiệm vụ, hoặc cũng có thể là cái độ mà độ tệ mà nó không hoàn thành được nhiệm vụ. Thì theo hai hướng nên là cũng như nhau thôi. Giống như mình đánh giá bằng độ chính xác bao nhiêu phần trăm, hoặc là cái độ sai sót gì đó, thì nó ngược nhau. Mình mà càng tối ưu cái objective theo cái kiểu là the goodness đó, thì đồng nghĩa là mình sẽ giảm cái error xuống. Đấy, cho nên mình mới nói là minimize cái error, hoặc là muốn maximize cái goodness thôi. Vậy thì bây giờ ở đây á, là bữa giờ mình đang nói một cái bài toán là mình huấn luyện một cái mô hình, đúng không? Giúp là đưa vô một cái từ, cần phải xác định xem là cái từ đó có phải là một cái gọi là name entity recognition thôi hay không, tức là một cái name entity nào đó hay không. Ví dụ như nó có phải là location hay không, nó có phải là personal name hay không, nó có phải là organization hay không, có mấy loại đó. Nhưng mà cái mình đưa vô không phải là một từ mà vài từ để có cái context của cái từ đó nữa. Rồi đưa vô qua những cái layer như mình biết rồi, nó tính toán đúng không? Thì khi đó đến bây giờ là mình phải ghi nhận, tức là mình phải tính ra cái loss function, hoặc để mà mình đánh giá được là xem nó đang tính toán hoặc là nó đang dự đoán đúng hay không. Thì từ đó mình mới tính đạo hàm của loss function đối với các cái parameter. Ở đây mình nhắc lại một số chỗ còn phải chú ý nè. Ở trong cái lecture đó, giáo sư có nói rằng để cho đơn giản trong quá trình mà mình đang gọi là học về quá trình mass propagation đó, thì mình chỉ gọi là bắt đầu từ S, nhưng mà không phải là mình tính đạo hàm của S đối với các parameter. Đây các bạn nhìn nè, ở trong cái note nè, ở trong cái slide nè, là mình sẽ tính đạo hàm của S đối với B. S chính là cái score, đúng không? Sau khi mà đưa vô tính qua các layer tính ra cái S này, thì thật ra giáo sư có nói là để cho đơn giản cho quá trình mà minh họa cho quá trình mà tính đạo hàm, hoặc quá trình mà bắt propagation tính đạo hàm á, thì mình tính từ S thôi. Chứ thật sự ra mình care cái gradient của cái loss kìa. Tức là mình phải tính đạo hàm của loss function đối với B kìa, chứ không phải là đạo hàm của S đối với B đâu. Như vậy thì khi mà có S rồi đó, thì nó sẽ so sánh, tức là thông qua với việc nó lấy thêm cái label nữa để mà nó sẽ tính ra cái loss. Các bạn hình dung là nó quá trình training nó sẽ như vậy. Mình sẽ bắt đầu với một cái input training sample, đúng không? Với mấy cái từ đó như mình biết bữa trước rồi. Ở đây mình sẽ ghi nhanh lại nè, một vài từ, ví dụ như là the museum. Ở đây một mẫu sample data, nó sẽ có cái label của nó. Rồi ví dụ như thế này là the museum, đúng không? In Paris. Museum in Paris thôi, không cần tới the đâu, tại vì context ví dụ đang lấy bằng 5 mà. In Paris amazing gì. Thì cái đây nó sẽ có một label. Nó cái label của nó là cho biết cái chữ Paris này có phải là location hay không. Tại mình đang trong cái trạng thái gọi là supervised learning. Vậy thì Paris này người ta sẽ đánh nhãn cho nó là yes, nó là một cái location. Vậy mình tạm để nó đây là y nè. Mình tạm để đây y là cho cái mẫu dữ liệu này nè, gọi là mẫu dữ liệu thứ nhất đi. Hoặc là mẫu dữ liệu thứ y đó là bằng 1, thể hiện rằng cái chữ Paris thật sự là một cái location. Thì như mình đã biết rồi, mấy cái này mình sẽ đưa vô dưới dạng là một vector, không? Cái này lấy vector của nó ra, vector của từ museum ra, đúng không? Mình có một vector này cũng vậy, lấy một cái vector đây cũng vậy, thành ra những cái vector word embedding vector đó. Xong mình mới gọi là concatenate lại, đúng không? Mình tạo ra một cái vector bự đó, vector mình gọi nó là vector x1 nè, đúng chưa? Concatenate lại thì có cái vector này bắt đầu đưa vô model, đúng không?
đưa vô model thì mình gặp cái layer thứ nhất, đúng không? Layer thứ nhất nè, có mấy neuron đó, có mấy neuron thì tương ứng sẽ là mấy hàng của ma trận W và bao nhiêu phần tử của vector B, thì gọi là layer thứ nhất. Sau đó qua cái này thực hiện phép tính WX cộng B, rồi thực hiện phép nonlinear activation function. Thì đầu tiên WX cộng B đúng không, nó ra được cái Z trước đúng không, gọi là Z mình cũng gọi nó là ZY luôn. Rồi thông qua hàm sigmoid hay là ReLU gì đó tính ra A. Thì ở đây là layer thứ nhất, có thể mình tạm không khỏi cái Y này đi, layer thứ nhất thôi. Rồi qua hàm sigma gì đó để ra được, hoặc là hàm F gì đó, mình ra được cái A1, đúng chưa? Tiếp tục bỏ nó qua cái layer thứ hai luôn. Tất nhiên là tại trạng thái này cái A1 nó giống như là một vector vậy đó. Thì bỏ qua layer thứ hai. Đó, giả sử có hai unit đi, thì nó sẽ có một bộ WB của nó. Nhưng mà trong trường hợp này, tí nữa các bạn sẽ thấy là nó chỉ là một cái vector thôi. Này của layer thứ hai nè. Để thực hiện qua đó, nó tính toán ra một con số là Z2. Và khi mà mình có được cái Z rồi, Z2 này thì coi như nó là S đó, là score đó. Như vậy thì, như ở đây thì cái layer thứ hai mình gọi nó là U luôn nè, đúng không? Rồi. Vậy thì tới đây là người ta mới lấy cái label ra, đúng không? Đâu phải tính ra score không, như vậy là xong. Lấy cái label ra cộng với cái S, đúng không? Để mà mình tính ra được cái gọi là loss function. Thì cái loss function này nó có thể là tùy, có nhiều cách chọn. Thì ở trong đây người ta sẽ sử dụng một cái loss function có cái tên là max margin. Mà nếu như mà các bạn có theo dõi cái series mà CS231 Computer Vision Deep Learning đó, thì đây chính là SVM loss. Và bên cạnh đó người ta có thể sử dụng một function khác gọi là submax loss, tức là binary cross entropy loss cũng được. Tức là ở đây là trong bài toán binary, cho nên có thể người ta sử dụng là hàm binary cross entropy. Thì trong phần theo cái cách này á, nếu mà sử dụng cái function loss này đó, tất nhiên là loss cũng tính dựa trên là hai cái dự đoán của model và cái label thôi. Nhưng mà nếu như dùng cách này, dùng cái loss function này á, thì phải bỏ cái này qua dưới dạng là xác suất, nên S phải bỏ vô sigmoid để tính ra, thì từ đó mới cộng với Y mới tính ra cái binary cross entropy. Đó là lý do mà sao bạn thấy ở trong cái slide của bài giảng á, là mình thấy ở đây thấy tên là S, rồi thì bỏ qua sigmoid để tính ra cái J, rồi gì predict model probability of class. Để ý muốn nói là nếu mà mình sẽ tính theo cái kiểu là sử dụng một cái loss function theo kiểu là binary cross entropy á, thì mình sẽ có thêm cái bước này. Nhưng mà vì ở đây á, là sử dụng cái function có là cái tên là submax, xin lỗi các bạn, SVM, tức là max margin, đúng không? Max margin loss. Do đó thì mình chỉ giữ nguyên cái S thôi, mình không có bỏ qua hàm sigma gì cả. Rồi, vậy thì với Y và S mình sẽ tính ra cái loss. Và mục đích cuối cùng chính là mình tính ra cái đạo hàm, đúng không? Tính ra đạo hàm của backpropagation. Như mình biết rồi, mình sẽ quay ngược về nè, đúng không? Mình tính ra những cái bước trung gian, ví dụ như đạo hàm của loss đối với là Z2. Nhưng mà cái đó là những bước trung gian thôi, không quan trọng. Cái chính là mình cần tính đạo hàm của loss đối với U nè, để mình dùng cái này mình cập nhật cho vector U nè, là parameter mà. Rồi tiếp tục quay ngược về để mình tính đạo hàm của loss đối với W nè, để mình dùng cái này mình cập nhật cho cái bộ parameter W nè. Và đạo hàm của loss đối với B nè, để mình dùng cái này mình cập nhật cho. Thì quá trình mà training á, nó sẽ đưa vào những cái mẫu dữ liệu khác nhau với những cái label khác nhau. Mẫu dữ liệu model sẽ thông qua cái bộ parameter này để mà đưa ra những cái dự đoán. Dự đoán sẽ được kết hợp với cái label để xem thử là cái loss, tức là model dự đoán đúng hay không. Thì từ đó tính ra những cái giá trị gradient để dùng để update lại cho cái bộ W, cái bộ parameter. Thì quá trình đó nó sẽ cứ lặp đi lặp lại như vậy, nó tạo thành một cái quá trình gọi là quá trình training một cái neural network. Nó cứ forward prop, đúng không? Forward
để mà nó tính ra cái này. Thì sau đó là nó sẽ bắt word prop, bắt propagation đó, để nó tính ra những cái giá trị đầu hàm này, để rồi nó update những cái bộ parameter của nó. Phải không? Thì quá trình training nó diễn ra như vậy. Vậy thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái hàm là max margin loss, đúng không? Với S với Y thì nó tính loss như thế nào, và cụ thể nó tính loss function như thế nào. Vậy thì quay lại cái note, thì người ta nói là mình sẽ sử dụng một cái popular error metric, tức là một cái loss function, một cái thước đo lỗi, tạm gọi là vậy, thước đo lỗi nó phổ biến, có cái tên là maximum margin objective. Ở đây các bạn nghe loss function hay objective function thì cũng nên hiểu rằng nó ý muốn nói đến một thứ. Tại như cho người ta nói rồi, mình muốn đo cái độ tốt của model á, thì mình nói nó là dạng là maximize cái objective function. Nhưng mà mình cũng đồng nghĩa là mình muốn giảm cái độ tệ của model thì cũng là như vậy thôi. Là mình giảm cái loss function xuống. Loss hay là cost là sai sót, là thua lỗ, là mất mát, là những cái thứ mà nó không tốt phải giảm xuống. Thì đồng nghĩa là phải là nó sẽ tăng cái tức là nó đạt được cái độ chính xác nó lên. Vậy thì cái idea behind đó, đó là mình muốn rằng đó, cái score, cái chỉ số S đó, cái S nãy đó, mà khi mà tính đối với cái mẫu dữ liệu mà nó có cái label là true á, ví dụ như ở đây là mình đang có một mẫu dữ liệu có label true nè, thấy không? Thì nó muốn là cái score đó phải cao. Như vậy là muốn cái score này, nếu như mà cái mẫu dữ liệu này là true á, thì cái score này phải cao lên. Và phải cao hơn là cái score mà tính với những dữ liệu mà có cái label là false. Lấy một cái ví dụ là với một cái label data sample là Museum in Paris Amazing, thì nó có cái label là true, đúng không? Thì mình tính ra S. Vậy thì ở đây mình sẽ đưa vô một cái label window nữa, tức là một cái data sample khác, là những cái từ này là not all museum in Paris. Thì trong cái window này, trong năm từ này, cái từ mà trung tâm cần phải gọi là được gán nhãn đó, hay là cần phải dự đoán đó, là museum. Thì museum không phải location. Cái mình đang giải toán, tức là giải quyết một bài toán, đó là mình xây dựng một model nó xác định xem cái từ đó có phải là một cái địa danh hay không. Museum không phải địa danh, cho nên cái label này nó sẽ được gán nhãn là false. Và thông qua cái này nó tính ra một cái chỉ số gọi là SC. Từ đó người ta mới đặt ra, mới dùng cái gọi là max margin loss để mà muốn giống như đặt ra cho model một cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ đó là gì? Đó là nếu như mà nó gặp một cái từ mà có cái label á là false á, thì nó phải ra được cái score thấp. Còn nếu mà nó gặp một cái từ mà có cái label là true á, thì nó phải ra một cái score cao. Và dùng đó để thiết kế ra một cái gọi là loss function. Các bạn hình dung gì nè. Nhưng mà trước hết là mình còn nói thêm một cái margin là delta nữa. Nhưng mà nôm na nó vậy nè. Để hiểu cái loss function á, là mình phải hiểu rằng, đầu tiên phải hiểu rằng cái nhiệm vụ cuối cùng mà một cái model mà người ta cần là nó đạt được cái chuyện gì. Giả sử đây là cái model cuối cùng nè, với những cái bộ W và B mà đã huấn luyện xong đó, gọi là ok hết rồi đó. Ở trong đây nó có W, B và U, đúng không? Đây là model mà đã gọi là ok, đã training xong. Thì người ta cần nó làm gì? Có phải người ta cần đưa nó dùng một cái từ, một cái từ ở đây có thể là một cái context 5 từ là the. Bây giờ nó tất nhiên là người ta cần nó làm tốt ở những dữ liệu mà nó chưa gặp luôn đi. Thì bây giờ nó không phải là cái câu mà the museum in Paris nữa, mà nó là một cái câu khác. Ví dụ như I visit Hà Nội chẳng hạn, in October, đúng không? Thì nó phải làm được cái việc là nó xác định được là gì? Là một cái score cao. Nó phải tính ra một cái score cao. Và qua score cao đó mình xác định nó là, mình kết luận nó là true, tức là đây là một location, đúng không? Nhưng mà sau đó đưa nó qua một cái window tiếp theo á, để rồi mình sẽ có cái này, đưa qua một window tiếp theo nè. Window tiếp theo thì nó sẽ là, nó lướt đi cái từ chữ này đi, nó đưa cái này lên, các bạn hiểu không? Là chữ in. Cái window bây giờ nó là chữ in đó.
câu nó là trong một cái đoạn văn chẳng hạn, ví dụ như là I visit Hà Nội in October 2023 chẳng hạn, đúng không? Thì cái window đầu tiên á mà cần nó check á là window này, I visit Hà Nội in October. Những window tiếp theo mà cần nó check chính là visit Hà Nội October 2023. Thì cái này mình cần nó ra bao nhiêu? Nó cần phải ra là 0, tại vì in đâu có phải location. Mình hiểu ý. Vậy để rồi khi mà kết quả mình sẽ có một cái gọi là có cái mà kết quả cuối cùng đó, nó sẽ là ví dụ mình đưa vô cái câu thế này đi thì nó sẽ gán như thế này nè. À đây là location nè, là một nè. Còn mấy cái kia phải location. Đây là location. Thì muốn nói là khi mà nó lần lượt nó quét cái window á, window này đi, đầu tiên 5 từ đầu này thì đúng là cái này là true, này là một. Nhưng mà window này nè thì kết quả là không, bởi vì từ này không phải là location. Rồi có thể là những cái từ tiếp theo cũng vậy, tức là những cái vị trí tiếp theo cũng vậy. Không, nó tiếp tục nó quét cái đây. Cái này không có thì thôi, nhưng mà ý muốn nói là nó sẽ lấy một cách nào đó để mà nó xác định luôn cái từ October là cũng là for luôn, bởi vì nó không phải là location. Rồi một cái window khác nó xác định từ 2023 cũng không phải là location. Các bạn hiểu ý không? Bởi vì có thể là phía sau nó còn nó nằm ở trong một đoạn văn. Như vậy kết quả mình sẽ ra được một cái kiểu giống vậy nè. Đó, kiểu nó vậy nè các bạn. Đó, kiểu vậy đó. Như vậy thì mình có thể hiểu là có thể là có những cách làm khác, nhưng mà một cách làm như mình đang học ở đây có thể là mình sẽ quét qua toàn bộ cái văn bản này. Cứ mỗi một cái window là mỗi một cái khung đó, mình quét 5 từ. Đúng không? Và đầu tiên là giống như mình đang sẽ check xem thằng nào từ nào là location, mình bắt đầu lấy cái window mình quét qua hết cái văn bản này. Với mỗi một cái lần quét tại mỗi vị trí đó, thì mình cho nó chạy vô cái model của mình mới train xong đó, để nó xác định xem có phải là location hay không. Đúng không? Rồi tiếp tục nhích qua một cái nữa, quét tiếp. Nhích qua một cái nữa, quét tiếp. Thì kết quả hết thì chỗ nào là location thì gọi là làm thủ thuật gì đó, bôi màu đỏ, màu xanh, màu gì đó. Rồi sau đó mình lại chạy một cái model khác. Trong lần này á, thì mình muốn xác định là đâu là personal name. Thì tiếp tục lại quét cái window qua mỗi lần như vậy, thì inference với cái model để cho nó dự đoán. Thì cuối cùng qua mấy cái như vậy mình sẽ xác định được đâu là tên riêng, đâu là organization, đâu là location. Và quay lại cái bài của mình, thì rõ ràng là mình cần cái gì? Cái model nó phải học được cái cách là nếu như đó là location á thì phải xác định là cái chỉ số là cao, còn nếu không thì phải là một chỉ số thấp. Từ đó chuyển cái mục tiêu này, chuyển cái mình muốn làm, tức là mình muốn model nó làm được á, thành ra một cái gọi là objective function, một cái loss function. Để sao? Để khi mà model nó đưa ra những dự đoán, nếu như mà nó không đạt được cái điều này á thì cái loss nó phải cao lên. Còn nếu mà nó đã đạt được cái điều này, tức là bằng cách nào đó nó sửa cái bộ WBU mà nó đạt được điều này, thì cái loss nó giảm xuống. Như vậy ở đây nó có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là cái từ nào mà là loss function đó, từ nào mà location đó, thì nó phải có cái score cao. Đó là nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ thứ hai, từ nào mà không phải location thì nó phải có score thấp. Đó là nhiệm vụ thứ hai. Vậy kết hợp hàng đó lại, mình mới hiểu là tại sao người ta xây dựng cái maximize cái kiểu này. Tức là quay lại bài toán ở trên nè. Cái quá trình training mình có thể hiểu rằng người ta sẽ làm gì nè. Người ta sẽ đưa vô một cặp hai sample. Một cái nó có cái label là true, phải không? Có thể cụ thể là nó sẽ hơi khác chút xíu, nhưng mà đại khái bây giờ mình sẽ hiểu vậy nè. Một cái có label true, để rồi nó tính ra S. Rồi mình đưa thêm một sample thứ hai. Trong trường hợp này ví dụ là người ta lấy cái câu này, not all museum in Paris, đúng không? Có thể là một cái window mà phía trước của cái window này. Ghi vậy đi. Not ha. Wait. Not all museum in Paris, not all museum in Paris. Đúng không? Cái này là cái sample thứ hai, mình tạm gọi cái này là cái thứ nhất đi, là một đi, cái này là cái thứ hai đi. Vậy thì cái này cũng tương tự, nó sẽ đưa qua, đúng không, để tạo ra một cái vector như thế này.
Rồi đây là X1, vậy thì đây là X2 đi. Đó. Rồi tiếp tục thông qua những cái bước tương tự để mình ra được cái chỉ số SC. Và mình sẽ gọi là dùng cái hai chỉ số SC này mình combine nó lại, mình tạo ra một cái loss. Tạo ra loss, tức là tính loss chung cho hai cái này luôn. Tại vì muốn mục đích đó là nếu mà label là 1 á, thì S phải cao. Còn cái này là label là 0 á, thì cái loss nó phải thấp. À, xin lỗi, cái score nó phải thấp. Trong trường hợp này, đối với thằng này là score nó phải thấp xuống nè. Do đó người ta mới define cái loss như vậy nè. Là bằng thằng S, đúng không? SC trừ đi thằng S. Tại sao? Bởi vì mình muốn cái loss nó phải giảm. Giống như mình đặt ra cho nó một cái nhiệm vụ, nó phải giảm cái loss xuống. Thì quá trình nó giảm cái loss xuống mà mình đặt kiểu này, nó sẽ đạt được cái yêu cầu của mình. Tại sao? Bởi vì nếu nó muốn giảm cái loss thì nó phải giảm, ít nhất thì nó phải không được để cho thằng SC lớn hơn S, đúng không? Cái loss mà bây giờ ít nhất là bây giờ nó bằng 0 đi, thì SC ít nhất phải bằng S. Chứ không thể nào mà SC lớn hơn S được. Lớn hơn S thì có nghĩa là SC trừ S là loss nó lớn hơn 0. Như vậy từ một cái thằng là đang loss là 10 đi, là loss 1 đi, thì nó phải thay đổi, đúng không? Nó phải thay đổi cái bộ W của nó thông qua cái phương pháp gọi là backpropagation và gradient descent, mà mình biết rồi đó, đúng không? Thông qua gọi là quá trình nó tính mấy cái đạo hàm của loss đối với cái parameter đó, cái hiệu chung là theta đó. Thế rồi nó update lại cho thằng này nè. Theo cái kiểu làm sao nó giảm cái loss xuống. Nó phải giảm cái loss này xuống, đúng không? Vậy thì nó giảm loss xuống thì có phải là nó phải làm sao đó cái lần thứ hai sau khi mà nó update mấy này nhờ cái gradient đó, thì nó phải còn lại là 8 không? Vậy có phải là lúc đó cái SC á, tức là cái score mà tính cho một cái gọi là một cái sample mà có cái label 4 á, nó phải giảm cái độ sai xuống không? Và đồng thời nó phải tăng cái thằng S lên, đúng không? Tăng thằng S lên. Vậy lần thứ 3, lần thứ 4 đến khi nào cái loss nó bằng 0 á, ví dụ như lần tiếp theo mà loss nó được bằng 0 rồi á, thì có nghĩa lúc đó SC nó bằng S, thì ít nhất là nó cũng đã sửa được cái vụ là, bởi vì nếu như mà SC đang lớn S có nghĩa là nó đang dự báo quá sai. Nó đang dự báo là một cái chỉ số score mà đưa vô bởi một cái model, xin lỗi bởi các bạn, bởi một cái mẫu sample mà có cái label 0 á, thì lại cao, trong khi á, cái sample mà có cái label bằng 1 á, thì lại là thấp. Không được. Cái mình cần hồi nãy là mình cần ngược lại, nhớ không? Mình cần cái thằng này phải có cái score cao nè, cao. Còn thằng này á là phải sao? Thấp. Mà bây giờ với cái loss mà đang cao bằng dương như thế này á, có nghĩa là cái này đang quá sai, model đang quá sai, mấy cái WB này quá sai. Thì nên nó giảm xuống là chính là quá trình loss nó giảm xuống, chính là nó đang sửa sai dần. Để cho cái này nó cao lên dần. Còn cái này nó thấp xuống dần. Tuy nhiên khi mà giả sử nó đạt được cái chuyện là loss nó bằng 0 luôn đi, thì rõ ràng mình thấy rằng nó vẫn chưa ổn. Bởi vì khi đó nó mới chỉ có đạt được là cái SC bằng S thôi. Đó là chính lý do mình cần phải có thêm một cái delta nữa, một cái gọi là một cái margin nữa. Thì với cái margin này đó, muốn giảm xuống để loss nó bằng 0 á, thì khi đó rõ ràng là mình sẽ thấy là thằng này nó phải bằng SC phải bằng là S trừ đi delta, có đúng không? Thì khi đó là S sẽ lớn hơn SC một cái khoảng là delta, là nó đảm bảo được cái chuyện này, là thằng nào mà là true, cái sample mà là thật sự location, nó sẽ score nó cao, và nó cao hơn cái thằng nào không phải location một cái khoảng là delta. Ý muốn nói là thằng nào mà thật sự location nó sẽ ra một số cao, còn những thằng nào không phải location nó sẽ ra một số thấp. Từ đó là nó dự báo được chính xác, nó phân biệt được chính xác. Các bạn hình dung không? Nói một cách tóm tắt lại đó, cái việc mình define cái loss function hay mình đặt ra cái objective function chính là xuất phát từ cái việc mình muốn nó làm gì trong thực tế. Ở đây mình muốn nó làm gì? Mình muốn nó là khi nào nó gặp một cái từ đúng là location, nó phải cho cái score cao lên, phải dự đoán ra cái score cao lên bằng cái bộ parameter của nó. Làm sao làm dự đoán cái score này phải cao. Rồi, cái đó là nhiệm vụ thứ nhất thôi. Nhiệm vụ thứ hai á là khi mà nó gặp cái từ không phải location á, nó phải cho cái score thấp xuống. Chứ nếu mà gặp cái từ nào cũng cho score cao, bao gồm cả từ location hay không phải location, thì đâu được.
giống như ông huấn luyện mỗi mô hình tính gọi là tính rủi ro mà bị bệnh hay là một cái xác suất mà tử vong của bệnh nhân, mà bây giờ nó xác định rất là đúng những cái trường hợp nào ông nào có bệnh, tức là có bệnh á thì nó xác định đúng là có bệnh, nhưng mà cái ông mà không có bệnh nó cũng xác định là có bệnh luôn. Vậy thì những cái ông mà có bệnh nó xác định là đúng rồi, nhưng những ông mà không có bệnh nó xác định cũng có bệnh, có nghĩa là nó lại sai những trường hợp đó. Cho nên nó phải có hai cái nhiệm vụ, đúng không? Nhiệm vụ thứ nhất nè là xác định đúng những trường hợp nào là location, nhưng mà phải xác định đúng luôn là trường hợp nào không phải location. Vậy thì dựa vào cái objective mình muốn nó làm được thì mình thiết kế cái loss function thế này, để mà trong quá trình mà nó huấn luyện nó đổi cái bộ WB á thông qua cái gradient để nó giảm cái loss xuống á, thì bằng một cách nào đó nó học ra trong dữ liệu cái cách để mà nó xuất ra, nó đổi cái giá trị WB, nó xuất ra là S đối với những từ nào location nó sẽ có S cao hơn là những từ nào không phải location, một cái khoảng là delta. Và cái việc mà nó đạt được cái mục tiêu đó thì đồng nghĩa với việc là nó đã học được những cái quy luật, những cái ý nghĩa ở trong một cái câu mà giúp xác định được là cái từ đó hoặc là cái câu đó có phải là allocation hay không. Bạn hình dung không? Thì quá trình loss nó giảm dần thì WB nó sẽ được tune, nó sẽ được gọi là tạo về một cái giá trị khiến cho model nó làm được tốt cái việc là đối với từ location nó sẽ có score cao và những từ không phải location sẽ có score thấp. Rồi, do đó là cái loss function mình sẽ muốn minimize cái loss function theo cái kiểu này, là như thế này, max của là delta cộng SC cộng S. Thì cái đây chính là cái mà mình nói thôi, không có gì cả nè. Với cái loss như thế này á, ý là nếu như mà SC cộng S cộng delta mà dương, đúng không, thì phải ghi nhận loss vô để mà giảm xuống, tức là trong cái bộ dữ liệu hoặc là đưa một cái cặp dữ liệu vào, nếu như cái chỉ số này nè vẫn còn cao nè, vẫn còn lớn không nè, thì phải ghi nhận loss để mà giảm xuống. Còn khi nào mà nếu mà một cái cặp nào đó đưa vào mà tính ra là cái này nó đã bằng không rồi á, hoặc đã âm rồi á, thì thôi. Bởi vì như nếu cái này mà đã âm rồi, không, SC trừ S cộng delta mà đã âm rồi thì có nghĩa là S nó đã lớn hơn cái SC cộng delta một khoảng rồi, có nghĩa là cái trường hợp đó là ok rồi. Nhưng mà một thằng nào đó mà lại có SC trừ S cộng delta mà lại dương á, thì có nghĩa là S nó vẫn đang là chưa có lớn hơn SC một cái khoảng delta, đúng không? Thì phải ghi nhận loss. Ghi nhận loss thì khi đó tính đạo hàm để mà giảm cái loss xuống, tính đạo hàm, vừa đạo hàm để update W để mà giảm loss xuống. Thành thử ra quá trình training á, ban đầu cái loss nó cao đúng không, nhưng nó sẽ giảm dần, giảm dần, giảm dần, thì giảm đến một lúc nào đó nó không còn giảm nữa, nó về không luôn rồi đi, phải không? Thì có nghĩa lúc đó là một cái từ nào đó location và một cái từ nào đó không phải location đưa vô tính loss đó, thì cái vế này á, nó sẽ thỏa nè. Đó là thằng S nó đã lớn hơn SC một cái khoảng là delta rồi. Thì cái max này chính là vậy đó, có nghĩa là cái thằng này á mà nó dương á, đúng không, thì ghi nhận loss là giá trị này. Còn nếu mà này nó đã âm á, như đây nè, cái này nó âm rồi đó, thì khỏi ghi nhận loss, bởi khi đó là ok rồi. Thì lúc đó cái này mà âm á, thì cái loss nó sẽ là max của số âm với số 0 sẽ là bằng 0. Ý muốn nói khi đó loss là đã bằng 0 rồi, thì khỏi làm gì nữa. Còn khi mà thằng này nó còn là dương thì phải làm gì đó với nó, phải đổi, tiếp tục đổi cái UB, đổi parameter để sao cho là giảm cái loss xuống tiếp. Ok. Rồi, delta margin là mình chọn bằng 1. Rồi, khi mà mình đã hiểu cái loss function rồi, mình sẽ qua phần training với back propagation. Ở đây người ta nói là nếu mà muốn tìm hiểu thêm phần loss function đó, thì ở trong cái phần support vector machine nghiên cứu thêm về cái function này. Vậy thì quá trình back propagation nè. Rồi, mình sẽ qua cái phần huấn luyện mô hình với back propagation. Như vậy thì mình sẽ gọi là train different parameter, tức là mình sẽ thay đổi cái parameter. Nếu mà cái cost nó vẫn là positive, tới khi nào cost mà còn đang dương thì phải tiếp tục giảm cái cost xuống bằng cách là thay đổi cái parameter W, B và vector U đó. Còn nếu cost vẫn không thì thôi, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ dùng cái gradient descent
quá trình mình tính đạo hàm đó, tính đạo hàm của cost function, rồi tính đạo hàm của cost function đối với các cái w, rồi đạo hàm của cost function đối với b, đạo hàm của cost function đối với u, rồi dùng mấy cái đó để update cho tụi nó, thì chính là gradient descent. Hoặc là một cái biến thể khác gọi là stochastic gradient descent. Thì cái công thức chung là như thế này, thì mình biết rồi đó, đúng không? Là mình sẽ tính đạo hàm cost function đối với các cái parameter. Mình dùng nó để mình thay đổi giá trị của parameter với một cái tham số, tức là một cái learning rate alpha. Vậy thì backpropagation nó cho phép mình gọi là dùng cái chain rule để mà có thể tính đạo hàm của loss function đối với các parameter. Cái phần này thì ở trên như mình cũng có nói qua rồi. Đó, trong quá trình backpropagation chính là, đúng không? Mình đi ngược lại mình tính. Mình đi ngược lại mình tính gọi là lần lượt. Mình phải tính đạo hàm của loss function đối với U để mà mình có được cái này. Đạo hàm của loss function này đối với đường U, dùng cái đó để update thằng này. Rồi đi ngược lại tiếp, tính đạo hàm của loss function đối với W, dùng cái đó để update này. Và đạo hàm của loss function đối với B, dùng cái đó update này. Thì quá trình đó là chính là quá trình backpropagation. Và cũng chính là mình dùng cái chain rule để mình tính đạo hàm. Vậy thì bây giờ mình sẽ thực hiện thử với một cái gọi là toy network. Thực hiện thử cái quá trình for prop, tức là từ x tính qua các cái layer tính ra s, rồi từ s tính ngược lại đạo hàm của mấy cái parameter này. Như vậy thì mình sẽ xem thử là cái toy network này như thế nào nha. Cái toy network, các bạn thấy nè, rồi toy, ấy xin lỗi các bạn, cái toy network này thì nó có cái kiến trúc như thế này. Đây các bạn thấy là mình sẽ dùng, ở đây người ta nói là mình sẽ dùng một cái neural network chỉ có một hidden layer thôi và một unit output thôi. Thì input xi là input này, đây chính là xi này, s là output này, đúng không? Rồi mỗi layer có là neuron, đúng không? Nó nhận input và produce output. Thì j neuron sẽ có cái layer, tức là j neuron của layer k ấy, nó sẽ receive cái scalar input. Ok, ở đây layer 1 layer này nè, thì nó là cái input layer chứ không phải là hidden layer, cho nên hidden layer sẽ được tính là cái layer này nè. Còn cái đây là input layer thôi chứ không phải là hidden layer, thì do đó là xj bằng xj 1, tức là mấy thằng này bằng nhau nè, tức là mấy này là 1 nè, chứ không phải là có tính toán gì cả. Còn từ đây qua đây mới là tính toán nè. Rồi WK là cái ma trận, nó sẽ map cái output và cái input. Ví dụ như cái đây là của layer, hidden layer thứ nhất đi. Thì tới đây mình sẽ có cái layer thứ nhất nè, là input layer. Ghi vậy đi. Rồi layer thứ hai nè. Là hidden layer, và layer thứ ba là output layer, đúng không? Vậy thì cái ma trận nó sẽ, ví dụ như W1 á, nó sẽ map cái output của layer thứ nhất với cái input của layer thứ hai. Cho nên đây chính là, ở đây mình sẽ có một cái ma trận W1 nè. Đó. Rồi, ở đây mình sẽ có một cái ma trận W2 nè. Ghi màu này đi. Tại vì một cái ma trận nó sẽ map cái output của cái layer, ví dụ như đang là layer 1 đó, thì nó map cái output của layer 1, phải không? Nè, layer 1 nè, với cái input layer 2. Rồi, do đó trong trường hợp này á, cái W này nè, W1 á, chính là W ở trong cái hình ở trên đó, đúng không? Là cái U. Còn cái W2 đó, chính là B đó, xin lỗi các bạn, chính là U á, là U nè, U nè. W1 là cái W này nè. Tất nhiên nó sẽ có B nữa. Ok, vậy thì
từ vector x thông qua các cái layer mình tính ra cái này. Rồi vì một nùi như vậy để bắt đầu là bắt propagation lại, thì mình sẽ cùng nhau mình xem thử là nguyên cái nùi này là sao nha. Đầu tiên các bạn hiểu chưa, vector x đưa vô nè, đúng không? Vector x thì x đưa vô thì cơ bản ở đây không có z1 hay z hay a1, thì nó đều là x cả, ba này giống nhau nè, nhưng nên cơ bản là cái này là x nè. Rồi thông qua margin w nè, gọi là margin w thứ nhất đó, để tính ra cái z1, z2. Rồi từ z1 này nó tính ra cái đây là nó thông qua một cái function là gọi là function f đi đó. Rồi từ a1, a2 nó mới tính qua cái u để nó ra được cái này, nó ra được cái này. Thì từ đây z1 qua a1 có thể nó sẽ có một cái function f nữa, nhưng mà như mình biết ở trên thì không, đúng không? Tại vì từ z1 là a1, a1 với u thì ra z luôn, có nghĩa là z từ ra s luôn, có nghĩa là không, a1 với z1 hay cái s là như nhau thôi. Rồi thế nữa mình sẽ xem kỹ lại. Rồi bây giờ là quá trình bắt prop. Rồi cùng nhau mình làm nha, các bạn cứ bình tĩnh, thấy cái này một nùi nhưng mà từ từ hãy bình tĩnh. Đầu tiên á, là mình sẽ xem cái cost nè, đúng không? Ở đây nên hiểu rằng cái việc đây là tính s, nhưng mà thông qua cái để mà tính cost function nó như là loss function như nãy mình biết đó, nó có thêm cái thằng sc nữa, một cái nhánh khác nữa, để rồi hai này mới tham gia nó lại để nó tính ra cost hay là loss đều như nhau cả. Thì ở đây á, là j đi, ghi theo giống như ta này, sẽ là bằng là sc trừ s, đúng không, cộng với delta thì cộng bằng 1, đúng không? Để từ đó mình mới xem thử là quá trình bắt prop nó sẽ tiến hành như thế nào. Có phải là mình sẽ cần tính đạo hàm của J đối với cái gì? Đối với mang này, đối với W1 hay là W đó, hay với và đạo hàm của J đối với U, đúng không? Và đạo hàm của J đối với B nữa, nó có cái B nữa. Thế thì đây người ta nói về thế thì ở đây người ta sẽ sử dụng người ta triển khai thế này, first crucial understanding, ok, thì đại khái gì nè, cái mục đích cuối cùng là mình cần tìm ví dụ như đạo hàm của J đối với W, tức là W1 đó, đạo hàm của J đối với B1. Rồi trước đó là mình phải tính đạo hàm của J đối với W2, tức là U đó, đúng không? Vậy thì người ta mới nói cái yếu tố thứ nhất á, mình cần phải chú ý á, cái vụ mà gạch gạch chéo chéo này, các bạn hồi nãy các bạn nhớ là mình có giải thích rồi. Đầu tiên mình coi mấy này là, hãy nhớ mấy này là một nha, nên mình bắt đầu từ ở đây luôn đi. Thì tại thời điểm này nè, cơ bản để từ đây nó qua đây nó có được cái z1, z2 á, chính là nó thông qua cái việc là lấy cái vector x hay là z1 hay z hay a1 vậy á, nó là bằng nhau mà, nó là một mà, nên cơ bản là mình lấy vector, thôi mình dùng luôn cái thằng a1 đi, tức là vector a1 này nè là có 4 unit nè, một thằng a1, một thằng a A1 2 nè, thằng A1 3 nè, một thằng A1 4 nè, tức là thành ra một cái vector A1, bạn hình dung không? Nó nhân ma trận với W này nè, nó nhân ma trận với W này á, để nó có được cộng với B nữa, để nó có được hai cái Z này nè, đúng không? Vậy thì mình sẽ viết lại như sau. Đây mình xóa một số cái không cần thiết để mình có chỗ trống. Đây các bạn hiểu là mình có một cái mẫu dữ liệu khác, mình tính toán cũng thông qua cái này, đúng không? Để mình có được cái SC thì cùng với thằng S này để tính được J chưa? Rồi bây giờ mình viết lại cái thằng vector A nè, dưới dạng ở đây từ A A1 vẽ vậy cho nó nhanh. Các bạn hiểu nó là có 4 cái unit A1, 1 A12, A13, A14. Bây giờ thông qua cái W11 này, hay là bây giờ mình gọi nó luôn W đi, khỏi W1112,
nhưng mà vì ở trong đây nó vẫn để là 1.1.1.2 nên cho mình vẫn giữ cái đó để tí nữa mình khỏi phải lộn. Rồi vector A này nó sẽ tính toán với cái ma trận là W1 để mà nó W1 và B1 luôn, đúng không? Đây W1 này và B1 thì trong đó là nó ma trận W1 sẽ có mấy hàng, có hai hàng các bạn, đúng không? Tại vì cái layer, cái hình định layer này nó có hai neuron, đúng không? Nên nó sẽ có hai hàng là W1 đúng không? Và tương ứng với thằng này nó sẽ có cái B1 này. Đó. Cái hàng thứ hai nè, mẹ một màu khác một tí nữa dễ tính nè. Cũng là W1. Cái hàng thứ hai của nó nè. Và cái phần tử thứ hai của vector B1 nè. Đó. Thì hàng này nó làm nên một cái gọi là ma trận W1. Và vector B1. Đúng không? Và quá trình tính toán đó là nó lấy vector A, tức là việc mà mình nhân ma trận W với vector A rồi cộng với vector B đó, nó sẽ là cái này nhân cái này cộng cái này ra được cái Z1 thằng này, nhưng mà của layer thứ hai, không phải của layer thứ hai mà là cái layer thứ hai nhưng mà nó là hidden layer. Ở đây người ta vẫn coi, tại người ta coi cái này là một layer, cái input layer, cho nên cái Z này là của layer thứ hai. Rồi tiếp tục là lấy thằng này nhân với cái hạng này cộng với thằng này để ra được cái Z thứ hai là đây, đúng không? Rồi tiếp tục cái Z đó nó thông qua một cái function, nó thông qua một function F để ra được cái A1. Và cái này cũng vậy, nó thông qua function F để ra được cái A2, đúng chưa? Được rồi, cái A2 này đóng vai trò là nó cũng có dạng một vector hai bằng tử. Mình ghi như thế này đi, là vector A2. Đúng không? Mình đưa xuống đây. Tính toán tiếp. Thì vector A2 này nó sẽ gọi là tính toán với cái W2 hay chính là U đó. Thì như thế này nó coi như là một vector. Thì hay là ma trận W2 cũng như là một cái ma trận chỉ có một hàng. Mình ghi vậy đi. 2, đúng không? Nhưng mà chỉ có một hàng thôi. Và nó cũng không có B luôn, cho nên hàng này nhân nhau để ra luôn cái thằng Z13. Và như mình cũng biết thì nó cũng chính là cái A13 hay là S luôn. Đúng chưa? Rồi tiếp theo mình đi vô vấn đề nè. Mình mới nói về cái việc mà mình tính giữa cái A1 với cái W1 để ra được cái này, đúng không? Ra được cái này. Thì cơ bản là gì? Cơ bản là mình đang thực hiện cái phép tính là A1. A1 nè, nó có 4 phần tử đúng không? Một phần tử nhất nè. Phần tử thứ hai nè. Phần tử thứ ba nè. Và phần tử thứ 4. Là 4 này đúng không? Rồi, mình thực hiện mình nhân với cái hàng này để mình cộng với cái này để mình ra được cái này là sao? Chính là mình nhân vậy nè, W1 1 1, hiểu không? Tức là trong đây nó cũng có 4 phần tử trong đó, nên đây là nhân với 1 1 2, đây nhân với W1 1 3, và đây nhân với W1 1 4, rồi cộng mấy đó lại, đúng không? Rồi cộng thêm cái B bên này là B1 1, thì đây chính là nó ra được cái chính là Z1, các bạn thấy không? Có phải đây chính là Z1 không? Z1 nhưng mà của layer 2 đó, đúng không? Cái việc mà mình tính thế này các bạn chắc là tự hiểu rồi, đúng không? Mình lấy một vector có 4 phần tử là A1, A2, A3, A4, mình nhân với một cái ma trận, trận W11, W12, W14, rồi W21, W22, W là có hai hàng thôi, xin lỗi. Đó, W21, W22. Rồi W24 thì các bạn sẽ hiểu rằng nhân ma trận mà. Và thật ra là mình khi mà nhân ma trận thì mình sẽ phải để cái shape nó đúng một chút.
đây mình ghi như vậy nó mình phải tự hiểu này, nó cái shape của nó là gì, là 2 × 4 đúng không? Cái này có phải là cái shape của này là 4 × 1 không? Để mà nhân hai cái này với nhau thì mình ra được là gì, là 2 × 1 đúng không? Cộng với vector b nó cũng là 2 phần tử, là b1 b2 đúng không? Nè, cho nên nó cũng là, tức là nó cũng sẽ cộng với một cái vector, thì cuối cùng nó cũng ra một vector là 2 1, chính là z1 z2, chưa? Thì quá trình đó chính là mình lấy cái này, mình nhân cái này, mình cộng cái này. Các bạn nhân ba trận triển khai ra là thấy. Rồi, lướt nhanh qua thôi, đôi khi các bạn nào thắc mắc. Rồi, vậy thì mình sẽ để ý một cái chỗ mà người ta nói đây nè. Một cái chỗ mà người ta nói là cái gì mà crucial understanding backprop. Khi mà mình thấy rằng cái W1 mà 1 4 nó chỉ contribute, tức là nó chỉ contribute to cái Z21 thôi, là sao? Thì các bạn thấy nè, cái phép tính này á, chính là nó thể hiện ở trên cái hình ở trên đây, chính là 4 cái nối này nè. Thứ nhất nè, thứ hai nè, thứ ba nè, và thứ 4 nè. Mỗi một cái nối này chính là việc mà nó lấy thằng A1, đúng không? Nó nhân với cái W một 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 đúng không, nó cộng với thằng a hai nè, nó nhân với w 1 1 2, rồi nó cộng với a3 nè, nó nhân với w 1 1 3, rồi nó cộng a4 nè, nó nhân với w 1 1 4, và mới cộng với b nữa ra cái z 1, đúng chưa? Để có cái Z2 đó, chính là cái gì? Chính là cái này, thể hiện bằng mấy cái đường này. Và cụ thể là lỡ ghi thì ghi luôn. Để tính được cái Z2 đó chính là gì nè? Sẽ bằng là cái gì? Cũng là tương tự như vậy đúng không? Cũng là 4 ông nội đó. Nhưng mà thay vì ở đây á là mấy thằng W 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 thì ở đây nó sẽ là mấy thằng khác. Thứ nhất là thằng này, là thằng này A1, 1 nhân với thằng thứ nhất của cái hàng này, chính là W 2, 1, tất nhiên cũng là giờ 1 đây nè, đúng không? W nhưng mà 2 1, phải không? Cộng thằng này, tức là thằng này nè, nhân với thằng này nè, tức là cái thằng phần tử thứ hai của cái hàng thứ hai nè, nên là thể hiện qua cái hình nối này nè, là W chữ nhỏ nhưng mà các bạn hết sức căng mắt nha, 2 2 nè, đúng không? Đó, W cũng là lấy 1 thôi, 2 2 nè, cộng nè, rồi W nè, 1 nè, 2 3, đúng không? Tức là ông thứ ba trong cái hàng này nè, hay qua hình nối này nè, đó, không có chỗ ghi nữa. Rồi cộng W 2 4, đúng không, là ông này nè, thì qua hình nối này nè, W 2 4 nè, ông này là W 2 3 nè, đó, để mà tính ra ông này, ông Z2. Rồi vậy thì làm vậy, mất công vậy để muốn cho các bạn thấy một cái chuyện, lại phải xóa đi, cho các bạn thấy một cái chuyện thế này, đó là các bạn thấy cái ông mà này nè, cái ông W14 ông tính toán nè, là cái ông này nè, hay là ông này nè, ông chỉ có ảnh hưởng đến cái việc mà ông tính ra cái thằng Z1 thôi, đúng không? Ông đâu có tham gia vô cái chuyện tính Z2 đúng không? Và đương nhiên mấy ông này cũng vậy, mấy cái ông mà 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 ông chỉ tham gia vô ông tính Z1 thôi. Và hoàn toàn tương tự mấy cái ông mà
W24, W23, W22, W21 chỉ tham gia vô tính thằng Z2 thôi. Đúng không? Và vì mấy thằng này nó chỉ tham gia vô Z1, cho nên nó chỉ tham gia vô cái việc nó tính ra thằng A1 thôi. Đúng không? Và thằng này, mấy thằng màu xanh lá cây á, mấy thằng W màu xanh lá cây cũng chỉ tham gia vô tính thằng A2 thôi. Đúng chưa? Thì tại sao người ta nói cái chuyện đó nó lại critical nè? Bạn phải rely là cái W14 nó chỉ contribute vô cái Z1, 2. Tức là Z21 tức là này nè. Và do đó là A21 thôi. Chứ không có tham gia vô tính hàng này. Tại sao lại là critical, ai crucial? Rồi khi hiểu được chuyện đó rồi nó sẽ giúp mình dễ tính mấy cái vụ này. Hoặc là dễ hiểu cái nùi này. Cái nùi mình bên đây nè. Vậy thì bây giờ người ta nói giả sử mình muốn tính đạo hàm của mình muốn tính đạo hàm của cost function. Đúng chưa? Tính đạo hàm của cost function đối với cái thằng W14. W14. Ở đây mình lấy ví dụ như là IJ, nhưng mà mình lấy I bằng 1, tức cái hàng thứ nhất. Đúng không? Hàng thứ nhất. Và cái thằng thứ 4, J bằng 4, tức là thằng này nè. Cái này sẽ có là 4 phần tử đúng không? Vậy thì mình đang tính đạo hàm của cost function đối với thằng này. Nha, nhớ nha, đang mình lấy ví dụ I bằng 1, J bằng 4 nha. Rồi, mình xem thử cái nùi này có nghĩa là sao. Vậy thì đầu tiên á, J thì bằng S, C trừ S cộng 1. Phải không? Như vậy thì đầu tiên mình sẽ hiểu rằng J á là một cái hàm theo S, là bằng SC trừ S cộng 1. Rồi S á là một cái hàm theo cái W14 và những thằng khác nữa. Tại vì trong quá trình mà tính toán ra S thì nó có W14 tham gia vô, cho nên S nó sẽ là một cái function nào đó. Không biết. Mà tính toán với nhiều thằng khác mà trong đó có W14. Phải không? Do đó đạo hàm của J đối với W14 mà của layer 1 đó sẽ bằng đạo hàm của J đối với S, phải không? Đây là chain rule nè, đạo hàm nhân cho đạo hàm của S đối với W14. Đúng chưa? Vậy thì đạo hàm của J đối S bằng bao nhiêu? J chỉ là SC trừ S cộng 1. Vậy đạo hàm của J đối S đơn giản chỉ là trừ 1, bởi vì giống như hàm Fx là bằng là a trừ x cộng với một cái một cộng một vậy đó, hoặc là một cái constant. Tại mình đang tính đạo hàm của j đối s thì mình coi mấy thằng khác là hằng số hết, cho nên là cái này nó giống như là hàm số là fx bằng a trừ x cộng b vậy đó. Mình coi thằng sc với một như hằng số mà. Hoặc là a trừ x cộng một vậy đó. Vậy thì đạo hàm của f đối với x đương nhiên sẽ bằng trừ một, đúng không? Cái này đơn giản quá đúng không? Nhưng mà cũng có các bạn nhiều khi cũng không hiểu nên mình phải nói. Rồi đó là lý do đây nè, được chưa? Đạo hàm của J đối với S bằng trừ 1 nha. Vậy thì bây giờ mình tính đạo hàm của S đối với W14 là ông này. Không chưa? Mình tính thử ông này ra nhiều. Thì bây giờ mấy cái ở trên mình hiểu rồi, nó giúp mình phát huy tác dụng nè. Các bạn thấy thằng S đó, nó có phải là nó được tính toán bởi là gì? Bởi thằng A1, A2 mà thực hiện cái phép gọi là dot product với cái W2 không? Đúng chưa? Hay nói cách khác, triển khai này ra, cái này đơn giản thì triển khai nó ra chính là gì? Chính là nó bằng A2 phần tử thứ nhất, rồi A2 phần tử thứ hai. Đây là phép dot product giữa hàng này nè, đúng không? Nhân với W2 phần tử thứ nhất cộng W bây giờ thứ hai phần tử thứ hai đó, đây chính là Z1 hay là S đó. Như vậy thì mình mới thấy rằng là cái thằng W11 ở trên á, xin lỗi bạn, W14 á đã nói trên rồi, nó chỉ có tham gia, nó ảnh hưởng đến Z1 thôi, phải không? Nó đâu có ảnh hưởng đến thằng này, rồi từ đó nó tham gia nó ảnh hưởng đến cái thằng A1 thôi, dẫn đến là nếu mà mình phải tính đạo hàm của S đối với W14 á,
thì giống như mình đang tính đạo hàm của cái này, phải không? Làm biến ghi lại, copy luôn đi. Với đây, bạn thấy đạo hàm của cái này nè, đối với W14. Rồi, thì tới đây giả sử mình coi như thằng này và thằng này, đúng không? Giống như là mình sẽ có một cái function hàm f đi, nguyên cái này là coi như là một hàm f, đúng không? Và f này nó là tổng của f1 và f2, đúng không? Vậy thì mình đang tính là đạo hàm của f đối với W14. Thì đương nhiên đạo hàm của tổng đạo hàm mình sẽ là đạo hàm của f1 đối với W14, đúng không? Cộng W của F, đạo hàm của F2 đối với W14. Vậy thì mình xem thử là cái thằng F2 á, đạo hàm của F2 đối với W14 nó bằng nhiêu? Có phải nó bằng 0 không các bạn? Này bằng 0. Tại sao? Tại vì thằng F2 nó là liên quan của thằng A22 và W22. Mà có thằng nào là nó dính líu đến W14 không? Không. Các bạn thấy không? Nè, ở trên nè, W14 nó chỉ tham gia, nó dính líu đến cái Z, gọi là Z21 và cái A21 thôi, tức là hàng này thôi, đúng không? Chứ còn hàng này á là không liên quan, tức là nó chỉ dính líu đến cái thằng A gọi là 21 thôi, còn A này á nó không liên quan. Và đương nhiên thì W14 đó cũng là gì, thứ nhất nó cũng không ảnh hưởng gì, nó không có thể nào mà tham gia, nó tính toán với cái thằng W2 của cái layer 2 được, vì nó là parameter của layer kế tiếp mà. Dẫn đến là trong cái function này nó là tích của hai số, mà hai số đó nó không có dính líu gì đến W14 cả. Do đó đạo hàm của cái hàm F2 đối với W14 là 0. Thành thử ra nó chỉ còn cái này thôi. Và do đó là có thể viết lại dưới dạng như vậy, là viết luôn, giữ lại cái màu luôn đi, chỉ còn cái này thôi nè, đúng không? Đối với W14 thôi. Và điều này nó giúp giải thích tại sao ở đây nó là như vậy. Các bạn thấy đúng chưa? Nguyên cả cái này chính là W2 nè, W2 A2 nè, đúng không? Thì bây giờ nó chỉ còn lại vậy thôi. Y bằng 1, đây Y bằng 1 mà. Thì đây là W1 của là layer 2 và nhân cho A1 2, đúng không? Rồi, mình đã hiểu được tới chỗ này. Xóa này luôn. Rồi, tiếp tục. Hoàn toàn tiếp tục. Mình sẽ thấy rằng rõ ràng là trong mối quan hệ này, cái ông này như hàng số. Giống như bây giờ mình đang tính toán đạo hàm của hàm số một cái hàm số là fx bằng là hàm gx nhân với một hàng số constant. Vậy thì đạo hàm của fx thì đương nhiên sẽ là bằng gì? Bằng constant nhân cho đạo hàm của hàm gx đối với x. Do đó mình cứ đưa cái này ra ngoài nữa. Có nghĩa là mình sẽ có thể đưa thằng này ra, đúng không? Chỉ còn giữ lại thằng này thôi. Đúng chưa các bạn? Rồi, tiếp tục. Tiếp theo ta thấy là A1, bây giờ mình sẽ coi nó là một cái hàm số theo Z, đúng không? Tức là A1 được tính từ thằng Z1 và Z1 sẽ là một cái hàm số được tính toán bởi thằng W14.
mình gọi nó là một cái hàm số h gì đó đi, chưa biết đi. Do đó dựa vào chain rule cho phép mình tính cái này như sau, là thành ra đạo hàm của A1 tất nhiên ở layer 2 đối với Z1 đúng không, nhân với đạo hàm của Z1 của layer 2 đối với W14 của layer 1, phải không? Và cái ký hiệu ở đây á, A1 của layer 2 là hàm, tức là tính bằng hàm F. Hàm F đây có thể là hàm sigmoid hay gì đó. Do đó đây mình sẽ ký hiệu đạo hàm của cái hàm F đó, và tính với giá trị là Z1. Còn cái đây thì giữ nguyên, bỏ xuống đây. Cho nên mình mới có được cái chỗ này. Đây các bạn thấy. Đây. Đây, đây nè. Tất nhiên ở đây vẫn đưa xuống. Không. Cho đó là mình đã có là W12 và F'Z12 và còn lại cái này. Rồi bây giờ mình cần tìm cái này thôi. Cái chỗ này hiểu không các bạn? Giống như bây giờ A là một cái hàm số của Z thông qua một cái hàm F. Vậy thì cái đạo hàm của A đối với Z là ghi vậy nè. Ý muốn nói là ví dụ như A là bằng F đối với Z đi, thì đạo hàm của A đối với Z đó là cũng là một cái function đó thôi. Thì cái function đó người ta ký hiệu là F phẩy. Nhưng mà mình thấy Z vô, mình sẽ có được giá trị đạo hàm của A đối với Z tại Z. Có cái chỗ nào mà khó hiểu không? Đúng không? Giống như hồi xưa nữa nè, mình lấy giờ quen thuộc liền nè. Mình cho bằng A bằng F của X đi. Bây giờ muốn tính đạo hàm của A đối với X thì có phải là mình, ví dụ như Fx này là bằng 5x bình phương cộng 2x đi, thì có phải đạo hàm của A đối với X nó sẽ là ký hiệu như thế này, và nó vẫn là một hàm số, nó là 10x cộng 2. Vậy muốn tính đạo hàm của A với X, mình thấy X vô cái function này nè, đúng không? Rồi, tiếp à. Vậy thì đến đây cái Z11 hay Z1 của layer 2 mình sẽ như thế nào? Thì mình thấy Z1 của layer 2 tính toán như thế nào? Z1 của layer 2 tính là bằng nguyên cục này nè. Nên mình ôm cái cục này xuống luôn, khỏi mất công đi lại. Đó, cái này là bằng cái này nè. Vậy thì bây giờ đạo hàm của Z đối với W14 thì bằng gì? Thì các bạn thấy nè, có phải là ông W14 rồi, đây đúng không? Như vậy có phải là đạo hàm của thằng Z đối với W14 á, nó giống như là mình đang tính đạo hàm của một cái hàm số là Fx bằng một cái constant nè. Constant 1, constant 2 luôn. Tại mình đang tính đạo hàm của F đối với X đó, đúng không? Đây là Z đối với W14. Thì mấy thằng khác nè, coi như hàng số hết, thì coi như là hàm F đang là hàm constant 1 nè, constant 2 nè, constant 3 nè, constant 1, 2. Ây chà, ghi cái này các bạn chửi chết. Rồi cắt từ đây thì có phải là sẽ bằng A14 không? Đúng chưa? Giống như mình nhìn vậy thôi, chứ bây giờ hàm Z đang tính đạo hàm của Z đối với hàng này thì mình coi mấy hàng khác á, là hàng số hết, là constant hết, đúng không? Cho nên giống như mình đang có một hàm Fx bằng 3 cái constant 1, constant 2 cộng constant 3 cộng với là gì? Cộng với A1
4 nhân với x cộng với thêm một cái constant nữa là b đó, constant 4. Vậy thì phải đạo hàm của f đối với x đó có phải là nó bằng a14 không, phải không? Rồi như vậy là mình sẽ có được, rồi đây là chính là a14. Như vậy cuối cùng mình có cái đáp án là w21 nhân với cái này nhân cho f phẩy z 21 nhân với a14 đây. Đây, khi người ta triển khai một nùi ra nè. Đó, thì cuối cùng nó ra vậy nè. Đúng chưa các bạn? Nhưng nhớ là anh đang tính với 1,4, có nghĩa là y bằng 1, j bằng 4 đó. Đúng chưa các bạn? W, 1, 2, y bằng 1 mà. F, z, 1, 2, a, 4, 1. Ok. Vậy là đúng rồi ha. Và người ta đặt cái này là theta, cho nên mình có được cái này. Vậy thôi, theta 1, 2. Đó. Đặt cái này, theta 1, 2. Như vậy mình có kết quả như vậy. Mình thì mình quen xài cái dấu ngoặc cộng thì do mình ảnh hưởng bởi mấy khóa học của ông Andrew, cho nên các bạn thích cái ngoặc tròn cũng được không sao đó. Rồi, như vậy là mình đã giúp các bạn hiểu được là tại sao một nùi này, đúng không, người ta tính đạo hàm của J rồi đạo hàm của S đối với W, IJ, mà đây mình lấy cụ thể là I bằng 1, J bằng 4 cho nó dễ. Đó. Rồi tiếp, có lẽ cái video này mình phải chia làm hai video các bạn. Mình chỉ mới đi được là một nửa thôi, 1/3 thôi. Mình sẽ cố gắng hết cái phần này, hết phần 1. Phần 2 là Neural Network Tip and Trick, đúng không? Phần 1 là Neural Network Foundation. Phần 2 Tip and Trick thì mình sẽ có, tức là mình sẽ qua video tiếp theo đi. Mình sẽ có gọi là gradient check. Gradient check thì mình sẽ thử xem là gradient check là làm gì chóng. Rồi mình sẽ biết về regularization. Rồi mình sẽ biết về dropout. Wow, hay lắm. Rồi mình sẽ biết về neuron unit. Rồi mình sẽ được học một số gọi là activation function nè. Ở trong cái phần lecture đó có một cái slide mà mình nói là giáo sư chỉ lướt qua, hoặc là có cái sư không đề cập luôn, nói về các cái activation function khác nhau nè, thì ở trong cái note này mình sẽ được học. Nhưng mà vì cái video này dài quá nên mình sẽ chia làm hai phần. Ok, rồi phần parameter initialization rồi nữa, learning strategy. Nói chung là cái phần 2 cũng rất là nhiều thứ hay ho đúng không, nhưng mà phần 1 là cái phần rất là quan trọng, bởi vì nó giúp mình hiểu về cái quá trình backpropagation. Ok, vậy mình đã tới được đây rồi đúng không? Vậy thì bây giờ đại khái là người ta sẽ cũng tính cái này, nhưng mà theo một cái cách gọi là khác, theo một cái kiểu triển khai khác, theo một cái hình thức khác. Đó là dùng cái gọi là computational graph để mà gọi là error sharing and distribution. Tức là một cái cách mà interpretation khác của backpropagation. Để rồi tí nữa là nó ra cái kết quả là cũng the same, theo cái cách mà mình gọi là dùng explicit differentiation. Tức là theo nãy giờ mình làm đó, là mình đặt gọi là giống như mình đặt những function trung gian, hoặc mình cũng chẳng đặt function trung gian gì cả, mình tính đạo hàm, mình chia ra, hoặc là mình dùng chain rule mình tính đạo hàm như nãy giờ đó. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cái phương pháp gọi là, hoặc là một cái cách gọi là diễn đạt khác thôi, chứ không phải là nó khác nhau gì đâu. Thì đầu tiên là mình phải hiểu cái gọi là error sharing distribution là sao. Thì nó giống vậy nè, mình lấy ví dụ một cái sự đơn giản nhất đi, hàm f. Giả sử mình có cái này, mình có ông x, ông thông qua một cái phép tính gì đó với ông y, ông cộng với ông y đi để ông ra ông z, đúng không? Ông z này cộng với cùng với một cái ông nữa, hoặc là ông a đi, x cộng y ra a cộng với ông z nè,
thì ông A với ông Z ông nhân với nhau đi, đưa ra ông F. Thì cái error sharing nó ý muốn nói á, mà trước khi nói cái đó mình muốn nói là bây giờ giống như ở trong phần lecture mình đã cùng nhau mình đi back prop lại, tức là mình tính được cái đạo hàm này của F đối với X, mình tính được đạo hàm của F đối với Y, mình tính được đạo hàm của F đối với Z, tính được đạo hàm của F đối với A, đúng không? Giả sử ông này tính ra được là bằng 4, giả sử vậy. Giả sử ông này tính ra được là bằng mấy? Tất nhiên là bằng 4 luôn, đúng không? Tại vì nó share mà. Hai này bằng, nó là phép cộng mà. Rồi, ông này bằng mấy? Giả sử là bằng 2 đi. Và sharing nó có nghĩa là sao các bạn? Thì nó có nghĩa là thế này nè, sau khi tham khảo ChatGPT nè, các bạn xem nó giải thích nè. Đây là một khái niệm quan trọng. Nó sẽ thể hiện là cái tỷ lệ mà cái output của cái network đó nó thay đổi đối khi, tức là with respect to, đối với cái weight và bias không trong quá trình training đó. Hay nói cách khác là nó sẽ đo lường, nó sẽ tính toán, nó cho mình biết rằng là cái weight và bias nó sẽ contribute như thế nào với cái error. Thì thật ra một cách dễ hiểu nó chính là cái đạo hàm đó, chính là mấy cái số 4, 4, 2 này các bạn. Chính là mấy số này nè. Tại sao? Tại vì ví dụ như mình có đạo hàm của F đối X là bằng 4, phải không? Thì có nghĩa là thằng X mà nó thay đổi một cái khoảng nhỏ là epsilon á, thì sẽ khiến thằng F nó thay đổi 4 lần cái khoảng đó, đúng không? Do đó có nghĩa là sao đây nè? Cái tỷ lệ nè mà cái network output error nó thay đổi khi mà mấy cái way nó thay đổi, ví dụ như F, X, thì X ví dụ như X là way đi, thì có phải là cái thằng X nó nhích chút xíu, thằng F nó thay đổi 4 epsilon không? Đúng không? Vậy cái error có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ thằng F mà nó bị sai một cái khoảng là 4 epsilon thì đồng nghĩa thằng X nó contribute vô đó là epsilon. Thì cái tỷ lệ thể hiện ở chỗ là cái error mà thằng F nó gây ra đó, ví dụ như là đáng lý ra thằng F nó phải mang giá trị là 1, thì bây giờ ông F ông lại ra mang một giá trị là 1 cộng với 4 epsilon, gây ra một cái sai sót là 4, một cái error là 4 epsilon. Như vậy cái khoản thay đổi đó là 4 epsilon. Như vậy thì cái tỷ lệ, cái số 4 của cái đạo hàm giữa Fx á, nó cho biết là thằng X nó đóng góp 1 epsilon ở trong đó, tức thằng X nó phải chịu trách nhiệm 1 epsilon. Bởi vì thằng X nó thay đổi 1 epsilon cho nên thằng F nó mới thay đổi 4 epsilon. Như vậy dẫn đến là nếu mà muốn thằng F nó giảm cái 4 epsilon này xuống á, thì thằng X nó phải giảm đi 1 epsilon. Thì đó chính là cái khái niệm của error sharing. Thì nói cách khác thì cơ bản đó chính là mình tính đạo hàm của Fx thôi, để mình ra được cái con số là bao nhiêu, cái tỷ lệ là bao nhiêu. Do đó là bây giờ mình sẽ tính theo cái gọi không phải là cũng khác cái trên đâu, chẳng qua nó y hệt thôi, chẳng qua là mình sẽ triển khai theo cái kiểu là computational graph. Rồi, mình hiểu là người ta start với error signal là 1 propagating backward đến cái A13, có nghĩa là mình hiểu tới đây nè, là mình đang có là đạo hàm của, mình cứ gọi nó là đạo hàm của F hay là S gì đó đối với A13 đó là bằng 1. Cái này á, ý muốn nói là error signal nè. Rồi, ý muốn nói ở đây bằng 1 có nghĩa là sao? Bằng 1 có nghĩa là thằng này nó đóng góp, ví dụ như muốn thằng S nó giảm một cái khoảng error bao nhiêu đó, hoặc là muốn cái J á, nó giảm một khoảng error bao nhiêu đó là bằng epsilon đi, thì thằng A cũng phải giảm một khoảng epsilon, đúng không? Giống như nãy mới nói rồi. Rồi, vậy thì bây giờ theo cái computational graph giống bữa trong lecture mình đã học rồi, đúng không? Vậy thì mình sẽ lần ra mình tính đạo hàm của thằng này nè, tức là tính đạo hàm của S đối với W14 giống như trên mình vừa mới tính, nhưng mà thay vì mình tính một nùi vô mình chuyển thay công thức thì mình tính theo kiểu là lần từng nốt ngược lại. Vậy thì đầu tiên mình có cái upstream gradient ở cái nốt này, đúng không? Cái mình cần là tìm một cái local gradient.
local gradient của cái node này. Thì cái node này nó tham gia với sự góp mặt của Z1 và có một thằng Z2 nữa. Nhưng mà vì mình đang muốn tính thằng này, nó chỉ có đi theo nhánh này thôi, nên mình không có care cái nhánh bên đây, đúng không? Như vậy mình sẽ cần tính cái local gradient là đạo hàm của đạo hàm của A1 3 đối với gì? Đối với Z1 3. Để rồi nếu mình có cái đó xong, mình tính, mình nhân với cái upstream gradient là đạo hàm của S đối với A13, nhân với đạo hàm của A13 đối với Z13, mình sẽ có được cái downstream gradient là cái này, là đạo hàm của S đối với Z13. Đó, rồi từ đó xuống mấy cái nốt tiếp theo. Người đầu tiên là tính ra cái này trước. Vậy thì đạo hàm của A13 đối với Z13 là bằng gì? Thì có phải chính là nãy mình có rồi không? Đây nè, A13 với Z13. Đây, à không phải, cũng bằng 1 luôn, bởi vì cái Z13 chính là A13, xin lỗi các bạn. Cái này cũng bằng 1, không có gì mà phải tính nữa. Tại vì hình như ở trên mình nói rồi, Z13 với A13 thì thực ra là như nhau, tại bên cái node này nó không có làm gì hết á, đúng không, nhớ không? Cho nên là hai cái đó thật ra là 1, cho nên cơ bản là cái này là bằng 1. Như vậy thì ở đây nó vẫn bằng 1. Thì ở đây mình sẽ phải vẽ lại cái computational graph. Ở đây là hình ảnh của cái neural network chứ không phải computational graph, nên là mình sẽ làm vậy nó sẽ khó. Mình sẽ vẽ cái computational graph đối với W14 này. W14 đây đúng không? Thì cái thằng này á, nó thông qua cái gì? Nó thông qua, nó tính toán với A đúng không? Nó tính toán với cái gọi là A14 đúng không? Để mà nó có cái gọi là nó nhân với cái này, thì mình có một cái nốt để mình có cái gọi là cái Z. Tất nhiên nó phải sum với mang kia nữa, nhưng mà đây chính là Z12 đi qua đây, tính toán với một cái function F để có được là cái A1. Tiếp tục A thực hiện tính toán với một cái là W, phải không? Tức là nhân với W đi. Ở đây mình có thể ghi thế này, coi như là việc tính toán với W 1, 2 cũng được, hoặc là mình có thể ghi cái gì cũng được nè. Để có được cái gì? Có được là A hoặc là Z13 chưa? Và ở trên mình đã vừa mới tính được tới đây cái là cái upstream gradient của cái node này là đạo hàm của S đối với Z1 bây giờ 3 là bằng 1 rồi. Như vậy thì ở cái nốt này mình muốn tính ra theo cái nhánh này để đi vào đây đó, tức là mình phải đi nhánh này đi vào đây nè, để mình tính cuốn thằng này nè, là mình muốn tìm ra đạo hàm của S đối với A21 á, thì mình phải tính một cái upstream gradient ở đây, đó là đạo hàm của Z13 đối với A12. Đúng không? Để rồi mình có cái local gradient, mình nhân với upstream gradient. Đó là mình phải tính một cái local gradient ở đây là đạo hàm của Z13 với A12. Có cái local gradient này mình mới nhân với đạo hàm của S đối với Z13 để mình có cái đạo hàm của S đối với A12. Vậy thì đạo hàm của Z13 với A12 thì sao? Thì rất dễ hiểu, bởi vì cái này nó chỉ bằng hai này nhân nhau, đúng không? Vậy thì giống như là mình tính đạo hàm của F x bằng là W1 2 nhân với x gì đó, thì đạo hàm của F đối x là bằng W12. Vậy thì cái này nó sẽ là bằng W12, dẫn đến là mình tính thằng này nó sẽ là
W12 nhân với upstream gradient. Đúng chưa? Nhân 1 bằng W12. Đó là đạo hàm của S đối với A2. Đây nè các bạn. Error tại A12 nè. Tại A12 bằng W12 đó. Là người ta mình đi đến bước 4 rồi đó. Đúng không? Rồi. Một cái. Tiếp tục đi về, đi ngược về. Mình tính tiếp là đạo hàm của mình qua cái nốt này. Thì rõ ràng cái nốt này mình cần đạo hàm của S đối với Z12. Đúng không? Z1 nè. Thì mình cần phải có cái local gradient của cái nốt này, tức là đạo hàm của A12 với Z12. Đúng không? Vậy thì cái này bằng bao nhiêu? Xóa bớt cái này đi, cho nó đỡ chống chỗ. Như vậy thì A1 với Z1 á, nó thông qua một function F, đúng không? Cho nên cái chỗ này chính là như phần trên mình đã biết rồi. Nó sẽ là F phẩy của Z12. Giống như ở trên này mình đã làm rồi nè. Đúng chưa? Thành thử ra mình muốn tính cái này, mình lấy cái local gradient, tức là cái này nhân với upstream gradient, là mình đã có được cái này sẽ là bằng là F phẩy Z12 nhân với cái này, tức là nhân với W12, đúng không? Do đó ở đây người ta nói là error signal tại Z12 nè là F phẩy Z12 nhân với W12, đúng không? Đúng ha? Thì các bạn mới thấy là nó y như trên thôi, gì đâu, chẳng qua là làm từng bước lớp lan theo kiểu là up downstream gradient là bằng cái upstream gradient nhân với cái local gradient. Đó. Downstream gradient nè bằng upstream gradient nhân với local gradient nè. Rồi, tiếp tục mình đã có cái thằng này rồi. Vậy thì mình sẽ qua cái đây tính cái này, mình cần tính đạo hàm của S đối với W14 mà. Cho nên qua cái nốt này mình cần tính một cái local gradient là đạo hàm của Z12 với W14. Đúng không? 12 một đồ là đang nói cái số trên số dưới đó. W14 là giờ 1. Thì mình cần tính cái này để nhân cái này ra được cái này. Rồi, về thì cái này như thế nào đây? Bưng cái trên đem xuống thôi, mới tính rồi. Đây nè. Chính là A14. Như vậy thì cái này là bằng A14. Do đó cái này nó sẽ là A14 nhân với cái upstream gradient là cái này, và nhân cho cái này là F phẩy Z12 nhân W2. Rồi. Thì cũng ra kết quả y như trên thôi. Chẳng qua mình lại làm theo kiểu là đi lần lần giữa theo cái computational graph. Rồi, đúng chưa các bạn? Rồi, như vậy là mình đã cho ra cùng một kết quả với cái kiểu tính hồi nãy. Theo kiểu này giống như là mình dùng cái computational graph mình đi ngược về, và tại mỗi một nốt mình chỉ quan tâm đến local gradient thôi, nên mình nhân với upstream gradient mình ra được cái downstream gradient. Rồi bây giờ mình lại quay lại chút xíu nữa là mình kết thúc. Khoan, cũng còn một trang nữa thôi. Đây có một cái note chút xíu ở chỗ là bias update. Thì đại khái là vậy. Giả sử mình cần tính luôn, mà thực tế là mình sẽ cần tính luôn chứ không phải giả sử gì, mấy thằng W khác, W14
ở đây thì W14 nhưng mà sẽ có thằng khác nữa đúng không? Ví dụ như tham gia vô nó tính Z đó, nó có là W12131411121314 nữa, rồi với thằng B nữa. Đúng không các bạn? W11 nè, W12 nè, W13 nữa, rồi W14, rồi có một thằng B nữa. Nó cùng nó tham gia vô cái chỗ này. Đúng không? Để mà nó cùng với cái thằng A, thằng A1 nữa. A1. Rồi A2, A3, A4 để mà thực hiện một cái nùi đó đó. Nó mới tính ra Z nè, đúng không? Vậy thì ý muốn nói là tại đây, mình tới đây rồi, mình muốn tính luôn là đạo hàm của S hay là J gì đó đối với thằng B á, thằng B1 á, thì có phải là mình cũng tương tự mình tính cái local gradient không? Là local gradient của thằng Z1, 2 không? Thằng này nè, với thằng B1 không? Để rồi mình nhân thằng này với cái thằng upstream không? Có điều cái thằng local gradient là bằng bao nhiêu? Bằng 1. Tại vì dựa vào cái công thức ở trên mình thấy rằng đó, Z1 bằng cái này cộng cái này cộng cái này cộng cái này cộng B1. Cho nên đạo hàm của này đối với thằng này là bằng 1. Dễ hiểu đúng không? Thành thử ra ý mục ta mới nói đây là đạo hàm của S đối với B1 chính là bằng cái này luôn. Chứ ta chính bằng upstream gradient luôn. Bằng S đối với thằng Z1 luôn. Z12 luôn. Hay là bằng cái cục này luôn nè. Có nghĩa là với những cái thằng mà W đó thì mình sẽ có cái cục upstream này. Ví dụ như W14 á, có phải là bằng cái cục upstream này mình nhân với cái A14 không? Rồi tương tự, giả sử mình cần tính đạo hàm, tức là mình tính cho thằng W11 á, thì mình cũng sẽ lấy cục upstream này. Đó, mình nhân với cái A tương ứng. A tương ứng của A1, thằng W11 sẽ là thằng A1. Rồi, nếu mà thằng này á, thì cái cục này luôn, nhân với thằng A2. Rồi, với cái cục với thằng này thì tính là lấy cục này nhân với thằng A3. Nhưng mà B thì chỉ cần lấy cục này thôi, nhân với 1 là xong. Đó thì ý người ta nói chỗ bias như vậy. Khi mà update B1 thì chỉ là simply là cái này thôi. Đúng không? Đó. Cái này nè. Rồi, đúng rồi các bạn ha. Rồi, phần tiếp theo là generalized step to propagate từ cái delta từ của layer K đến cái layer trước đó. Thì trước hết là mình dọn dẹp cái chỗ này chút xíu để mình làm rõ một số cái. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ luôn mấy cái thằng nhánh này đi. Bây giờ mình chỉ quan tâm cái nhánh A thôi. Từ cái nhánh này nè. Bỏ hết mấy đi. Rồi, bắt đầu mình làm nè. Ở đây, mình nhớ lại cái hiệu delta Y này nè, là sao? Thì như ở trên đó, ở trên đây mình đã, hồi nãy mình cùng nhau mình làm đó, mình đã đặt cái này nè, đúng không? Đây là delta layer 2 1, tức là cái phần mà cụ thể nó chính là cái này, đúng không các bạn? Phải là cái này không, đúng không? Tức là cái F phẩy Z 21 nhân W 21. F phẩy Z 21 W 21 này.
thì cái đây chính là cái delta đúng không? Nó là delta một của cái lớp thứ mấy? Cái layer thứ hai đúng không? Rồi thì ở đây mình xóa luôn mấy cái đoạn trên đi, mình không quan tâm, không cần nữa. Thì các bạn nhớ là cái ở đây mình hiểu với nhau, hoặc là mình dùng cái cách diễn đạt là đạo hàm của tạm gọi là loss đi, đối với cái parameter tại một cái vị trí đó, hoặc là đối với cái biến số tại vị trí đó là delta. Ở đây người ta dùng cái gọi là signal error, mà như khúc nãy mình đã cùng nói với nhau đó, là nó chính là cái đạo hàm thôi theo định nghĩa, cho nên ở đây người ta gọi nó là signal error. Giống như là khi lúc đầu các bạn nhớ mình bắt này, chúng mình bắt đầu với cái signal, cái error signal là một đúng không, là một là tại đây signal error một là ý muốn nói là ví dụ như tại cái nốt này nè, Z1 3 nè, rồi tại đây thì cơ bản là nó không làm gì cả, để nó bằng luôn cái A31 hay là S. Thì ở đây người ta nói, người ta bắt đầu với cái signal, cái error signal là 1. Thì việc mà nói cái signal error là 1 ý chính là cũng đồng nghĩa việc là kêu là ví dụ như ở đây nói là đạo hàm của F hay của loss đối với S là bằng 1 đó. Signal error ý nghĩa nó là gì? Signal error là những cái contribute, những cái đóng góp, đúng không? Đóng góp của những cái thằng này nè, những cái thằng ở trên đường đi nè, S, A, Z rồi đó, đối với cái error là bao nhiêu, là theo một cái tỷ lệ nào. Thì với cái tỷ lệ 1 như thằng này nè, ý nói giả sử cái đầu ra đi, cái đầu ra nó có một cái sai lệch, một cái sai sót là epsilon, phải không? Ví dụ như cái mà cần tính á là ra đúng là phải 1 đi, mà cái quá trình tính toán ra thì nó lại ra sai lố quá 1 epsilon, tức là 1, cái kết quả nó lại ra là 1 cộng epsilon, cho nên nó sai sót một khoảng là epsilon. Vậy thì cái sai sót ở một khoảng epsilon á, nó sẽ, bây giờ mình muốn giảm cái sai sót một khoảng epsilon này phải làm sao? Giả sử epsilon dương đi, đúng không? Vậy thì cái signal error tại đây bằng 1 cho biết rằng nếu mình muốn giảm cái epsilon, tức là giảm cái loss xuống là một khoảng epsilon á, thì mình cũng phải giảm thằng S xuống một khoảng epsilon. Tại vì cái mối quan hệ thay đổi giữa S và L là 1. Có nghĩa là tại vì giá trị đạo hàm L đối với S á, nó thể hiện rằng là khi mà ông S ổng nhích một cái khoảng nào đó, đúng không? Ví dụ như là bằng phi một khoảng rất nhỏ đi, thì cái đạo hàm bằng 1 thể hiện cho biết rằng là ông loss ổng cũng sẽ nhích một cái khoảng y như vậy, là bằng 1 nhân phi, đúng không? Vậy thì bây giờ mình muốn giảm ông loss này xuống một cái khoảng là epsilon, giảm một khoảng là epsilon đi, đúng không? Vậy thì có phải là ông này cũng phải làm tương tự, là phải giảm một khoảng epsilon không? Vậy muốn nói là cái error signal là cái ý nghĩa nó là vậy. Điều này nó cũng giống như là khi mà trong cái bài đó, mình thấy khi mà bắt đầu một cái computational graph mà đi ngược về bắt prop đó, mình thấy người ta bắt đầu với là đây nè, ví dụ như đây nè, các bạn thấy đạo hàm của, bắt đầu với cái đầu nguồn nè, là đạo hàm của S đối với S là bằng 1. Rồi từ đó đi ngược về thì ở đây cũng vậy, là bắt đầu bằng ở đây,
bắt đầu bằng đây, tức là cho là đạo hàm của S đối với S bằng 1. Thì cái quá trình mà họ làm cái này chính là phần hồi nãy mình cùng nhau mình làm đó, mình đi theo cái chiều ngược lại của cái sơ đồ này nè, mình tính qua từng cái, những cái gradient này nè. Thì mình tính ra được cái là W14 đúng với công thức của người ta đó. Cũng giống, họ cũng ra cái kết quả giống mình nè. Đúng không? Đây nè. Vậy thì cái bây giờ là mình tính với cái thằng A. Đó, nhắc lại chút xíu, vậy đôi khi hơi mông lung cái chỗ mà delta hay là error signal là sao. Vậy thì bây giờ là mình xuống đây mình làm với thằng A. Tại mình làm với thằng A là ở đây chính là gọi là đi, gọi là bắt propagate cái delta từ cái layer K đi ngược lại cái layer K trừ 1. Và mình đã đặt ở đây cái này là delta rồi, đúng không? Mình đã cùng nhau hiểu cái này rồi. Đó, cái này là delta nè. Như vậy thì mình cũng cần, không cần nhớ cái này nó có giá trị bao nhiêu nữa. Cứ biết nó là cái delta đi, đúng không? Cứ biết nó là cái này đi đã. Vậy thì bây giờ mình thấy trong cái mạng lưới nè, là A của cái layer thứ nhất. Giờ ở đây trong trường hợp này, nếu mà người ta lấy K kiểu như là khái quát hóa thế này, thì K ở đây á là giống như mình đang ở K bằng 2 nè, đúng không? Mình muốn bắt prop về để ngược lại cái K bằng 1. Đây, K bằng 1. Rồi, vậy thì ở đây người ta muốn gọi là propagating backward từ cái Z K1, KI. Ở đây mình cứ lấy Y ví dụ bằng 1 cho nó dễ đi. Ở đây người ta khái quát, đúng không? Giờ mình cứ cho là K bằng 2, Y bằng 1, để mình bắt prop từ cái gọi là Z layer 2 Y bằng 1, tức là Z21 này, để mà mình về ngược lại. Mình muốn tính ra cái thằng gọi là A K-1Z, tức là A K-1J, tức là cái A của cái layer 1. Mà J bây giờ mình lấy J bằng 4 đi đó, cho nó cụ thể, nó dễ tính. Tí nữa mình, rồi giờ mình qua đây mình coi thử là mình làm sao. Rồi, bây giờ các bạn thấy nè, như mình biết rồi, thằng Z12 này đó là được tính bởi gì? Tính bởi cái này là A11 nhân với cái W111, đúng không? Tức ở đây nó sẽ nhân với W nè, 1 nè, 11 nè, phải không? Rồi A21 nhân với W là giờ 1, nhưng mà là 12. Rồi A13 nhân với W là giờ 1, nhưng mà 13. Và bây giờ A14 nhân W14 đó, để nó ra được cái Z21, phải không? Như vậy thì nếu mình vẽ theo kiểu gọi là giống như thằng X với thằng Y tính ra thằng Z, thì mình có thể ra hai cái nốt kiểu này, hai này nhân với nhau rồi ra thằng Z, hoặc là thằng X1, Y1, hai thằng nhân nhau, để rồi cộng với thằng X2, Y2, hai thằng nhân nhau, để rồi x1 x2 mới cộng lại với nhau để ra z á, thì mình có thể ghi vậy cũng được. Nhưng mà bây giờ ví dụ mình đang quan tâm đến thằng x thôi á, thì mình thể ghi vậy, mình thể ghi là thằng x nè đi qua một cái nốt đầu tiên, nó nhân với thằng y1, coi như một hàng số vậy đó, giống như là x đi qua hàm f nhân với là hàm f bằng x nhân a vậy đó. Rồi thằng x2 đi qua đây nhân với y2, rồi ở đây nó cộng lại để ra z, thì cũng như vậy thôi. Thì khi đó mình cũng phải đi qua ba cái nốt thôi, đúng không? Thì ý tưởng là ở đây mình, mà tao lấy tưởng này nãy giờ người ta làm ở trên kia nè. Đó, vậy thì ở đây mình coi như nó có một cái nốt nữa. Đây nè. Nó rộng rãi một xíu ha. Có một cái nốt ở đây. Là đi qua đây. Cộng nhân với nhân với gì? Nhân với W141, đúng không? Đó.
đương nhiên là ở đây sẽ là một cái dấu cộng, một cái nốt tổng của mấy thằng khác nữa. Mấy thằng nào? Mấy thằng ví dụ như A1 này 3, đúng không? Đi qua đây nó cũng là nhân với W1 3 của layer 1, đúng không? Để rồi cộng vào đây, rồi A1 2 đi qua đây nhân với W1 2 của layer 1, đúng không? Để rồi cộng vào đây, rồi A1 1 nhân với W1 1 1 rồi cộng vào đây. Còn một thằng B nữa, tất nhiên rồi phải có thằng B nữa chứ. Thằng B này sao? B1 1 đúng không? Cùng cộng vô. Rồi để cộng vào cái nốt này. Thế thì bây giờ mình muốn tính là cái signal error tại đây nè. Tất nhiên là nó cũng khái quát hóa cho nên là cũng là tương tự mấy chỗ khác thôi. Nhưng mà mình tính từ đây thì sao? Vậy thì đầu tiên mình qua cái nốt này, đúng không? Nhưng mà mình muốn có cái nốt này, hoặc là muốn tính toán ở đây trước, mình phải có cái upstream gradient ở đây trước nè. Vậy mình phải đưa cái này xuống xem là nó có cái upstream gradient ở tại chỗ này là bao nhiêu nè, đúng không? Vậy thì mấy thằng này, giả sử là mình đặt là cái này nó hơi mất công nhưng mà mình để cho dễ hiểu thôi. Ví dụ như hai thằng này nhân lại với nhau, mình đặt nó là đặt nó là U1 đi, đúng không? U2 nè, này U3 nè, U4 nè, để rồi thằng Z12 này nè nó bằng là U1 cộng U2 cộng U3 cộng U4 cộng với thằng B nữa, đúng không? Vậy thì mình muốn cái ở đây chính là mình muốn cái gọi là upstream ở đây chính là đạo hàm của S đối với gì? Đối với U1 không? Hoặc là U4 đúng không? U4. Rồi. Vậy thì bởi vì mình muốn thằng downstream của cái nốt này ở cái nhánh này nó cũng sẽ có bốn cái nhánh khác nữa. Vậy thì mình cũng cần phải có cái local gradient ở đây. Thứ nhất là đạo hàm của thằng Z1 đối với U4, phải không? Để rồi mình nhân cái này với cái upstream gradient mới có được cái này. Vậy thì cái này bằng bao nhiêu? Đương nhiên là bằng 1, phải không? Đối với U4 thì cũng bằng 1, tại vì cơ bản là cái hàm số này là tổng bằng này lại thôi. Mà nó giống như hàm F bằng mấy cái hàng số cộng với 1 nhân X cộng B vậy. Thì đạo hàm của Z2 đối với U4 bằng 1. Rồi, như vậy thì tương tự mấy thằng khác. Tương tự với mấy cái local gradient khác là của Z2, 1 đối với là U3 cũng bằng 1, U2 cũng bằng 1, U1 cũng bằng 1 và đối với B cũng bằng 1. Do đó ở đây mình hoàn toàn có thể gọi là hiểu rằng cái này nó cái downstream gradient ở cái nốt này nè là nó bằng cái này hết. Nên đưa cái này xuống hết, đúng không? Rồi, đúng không? Mấy anh kia cũng vậy, mấy anh kia tương tự, đúng không? Rồi. Dòng này cái luôn. Rồi, do mình đang quan tâm là cái thằng A thôi. Nè, bây giờ mình cần local gradient ở đây, ở cái nốt này. Tất nhiên là nốt này mình cần là tính cái đạo hàm của U4 đối với A14 là local gradient để nhân với upstream gradient để mình ra được cái này. Vậy thì cái này bằng nhiêu? Đương nhiên bởi vì U4 chỉ là bằng cái thằng giống như là A14, đúng không? Nhân với một hằng số ở đây đóng vai thằng chính là W114. Mình đang tính đạo hàm của thằng U4 với W14 thì cái này nó chỉ là một cái hằng số thôi. Nhân với A14 giống như fx bằng a nhân x thì đạo hàm của fx bằng a. Nên đạo hàm của U4 đối với A14 chính là bằng này, bằng W141, đúng không? Nên thằng này nó bằng W141, tức là layer 1 đó. Rồi, như vậy thì dẫn đến là mình có được cái đây là cái up downstream gradient sẽ là bằng cái gì? Bằng cái này nhân cái này. Như vậy là nó sẽ là bằng delta 21 nhân với gì? Nhân với W 1 1 4
đúng không? Đúng chưa? Và mình đang nhớ là đây á, là mình đang gọi là lấy cụ thể, ví dụ như y y bằng 1, và như trường hợp này j á, là j đang bằng 4, nên cái này á, là cụ thể của cái a y, xin lỗi các bạn, a k trừ 1, đúng không? Tại mình đang ở club này k trừ 1, a này đó là aj, đúng không? Thì ở đây á, thằng này chính là gì? Này là a k trừ 1 j, nhưng mà j là bằng 3, phải không? Đó. Rồi thằng này là cũng là a k trừ 1 mà j bằng 2, đúng không? Cho nên cái công thức ở đây á, là nó sẽ cụ thể như thế này, chính là gì? Là a k trừ 1 á, j á, nó sẽ bằng là delta 2, tức là đây là cái k đó, là cái giờ trước đó, phải không? Y điên 1 nè, W Y J, phải không? 1, 4 nè, bây giờ K trừ 1, đúng không? Đây là công thức tổng quát. Tại vì mình tính tương tự mấy thầy mấy khác, mấy đây cũng vậy thôi, mấy đây cũng vậy thôi, nó cũng sẽ là cái này, và nó nhân với ông nội này, phải không? Tức là nó nhân với ông này, nhân với là W 1, 3, 1. Rồi thằng thằng này cũng tương tự, là nhân với W 1, 2, 1. Đó, này, nhân qua. Đó. Rồi, hoàn toàn tương tự, này cũng vậy. Mình sẽ nhân với là W 1, 1, 1. Đúng không? Vậy có phải công thức mà tổng quát là vậy không? Mình so thử em đúng không? Rồi, tại đây nè, đây các bạn thấy nè, phải không? A k trừ 1 j là delta k y w y j k trừ 1. Rồi, vậy mình hiểu tới đây rồi đúng không? Tuy nhiên mình mới tiếp tục một cái nữa, đó là bởi vì cái thằng thằng a 14 này nó không phải chỉ tham gia một chỗ là nó tính z1. Rồi vì nó còn tính mấy, với mấy thằng khác nữa, mấy thằng z khác nữa. Tại sao lại vậy? Bây giờ cất cái ông này qua một bên đi. Cất ông này lên đây đi ha. Này các bạn hiểu rồi đúng không? Rồi. Rồi cái chính là gì nè? Cái ông ví dụ như ông a layer 1 4 này nè, đúng không? Không đâu phải tính thằng z1 không đâu. Các bạn nhớ nè, a1 nè, 1 nè. A1 nè. 2 nè. A1 nè. 3 nè. A1 4 mà mình đang xét nè. Thì ông sẽ tham gia ông tính thằng z layer 2 mà thằng z thứ nhất thông qua việc là ông nhân với mấy thằng mình lấy mấy cái thằng màu này nè. Đấy là màu xanh này, mấy cái đường màu xanh này thể hiện là nhân với mấy thằng W 1 mà 1. Tất nhiên là W này là W 1 rồi. Nhưng mà số 1 đó, 1. Rồi W 1 1 2. Đúng không? Mấy thằng khác. Nhưng nó còn làm vậy với một cái thằng Z bên đây nữa bạn. Thằng Z thứ hai của layer 2 nữa. Thì trong đó nó nhân với gọi là với một cái bộ khác, phải không? Cụ thể nó là W cũng là 1 nhưng mà là 2. 1 rồi. Còn đây W 1 nhưng mà là 2, 2. Này W 1 nhưng mà là 2, 3. Và này W 1 nhưng mà là 2, 4. Đúng không? Để nó ra được thằng này. Như vậy thì cái thằng nó mới nói là cái thằng A layer 1 mà số 4 này nè, nó còn đi một cái con đường khác nữa để nó tính ra cái thằng Z2 của layer sau. À, như vậy nó còn đi một con đường này nữa nè. Nó còn đi một cái đường này nữa, nó tẻ nhánh xuống đây. Để rồi nó nhân với W 2 4.
đúng không? Nhân với này nè, để nó tham gia với mấy thằng khác, nó tính ra Z2 đúng không? Của layer 2 phải không? Và đương nhiên nó có mấy thằng khác cũng vậy đúng không? Mấy thằng khác cũng vậy luôn. Tất nhiên mình cũng không vẽ ra hết chi, nó rối lắm. Nhưng đại khái mấy thằng khác nó cũng có một cái nhánh của nó để nó tính toán, đúng không? Để nó tính toán với tạo ra Z2. Đó, vậy đi. Tất nhiên là cái B này là nó chỉ tham gia Z1 thôi nha. Nó cần B2 khác nha, chứ không phải cái này tham gia Z2 đâu. Nhưng mà đúng rồi thì vẽ thêm một cái thằng B nữa. Không, của thằng B nào ở đây nè, thằng B thứ hai đó. Các bạn hiểu ý gì? Thằng B thứ hai đó. Vector B nó có hai lần, có hai thằng. Mỗi thằng tham gia tính cái. Đây là B1 nhưng mà thằng thứ hai. Đó. Các bạn hình dung không? Rồi. Vậy thì một cách hoàn toàn tương tự thì cái chỗ này nó cũng sẽ là gì? Là delta 2 nhưng mà 2. Đúng không? Vậy thì dưới đây nó cũng hoàn toàn tương tự, nó sẽ trả về nên sau cái gọi là cái nốt dấu cộng này nó cũng sẽ là những cái gì nè. Cái upstream gradient của mấy cái nốt này cũng là delta 22. Đúng không? Để rồi hoàn toàn tương tự thì mình cũng sẽ có cái gọi là cái downstream ngay chỗ này nè. Mình tạm gọi cái chỗ này á là cái nhánh thứ nhất. Là thông qua cái nhánh này. Đúng không? Thì ở đây mình sẽ có một cái nữa là cái signal từ cái nhánh thứ hai đưa về, nhưng mà nhân với gì? Nhân với cái này, đúng không? Nhân với W 1 nhưng mà là gì? Nhưng mà 2, 4. Đó, để tạo ra một cái gọi là nhánh thứ hai. Đó, này nhánh thứ nhất, nhánh thứ hai. Này nhánh thứ nhất nè, này nhánh thứ hai. Như vậy thì mình mới có được là cái gì? Là cái gọi là nào hàm của S, tức là cái signal tổng á, sẽ là tổng hàng này lại. Có nghĩa là đối với A 1 4 sẽ là tổng hàng này. Tại vì lúc mà tính nó chia ra thì khi đầu hàm, khi gradient trả về á thì nó phải cộng lại, đúng không? Như vậy là mình sẽ có cái tổng của delta 2 1 nhân với rồi delta 2 2 nhân với W, đây W 1, 1, 4, ở đây cộng, giúp nhân W 1, 2, 4, đó, mới là đầy đủ cái của nó, đúng không? Và nếu như có thêm những thằng Z khác nữa của cái layer 2 á, nó sẽ tương tự như vậy, nó sẽ có thêm những cái nhánh bên đó đang tương ứng nữa. Nếu mà có thêm thằng Z khác thì nó sẽ cũng phải tính mấy cái nhánh đó rồi công cộng vô đây. Vậy thì cái khái quát hóa của nó sẽ là gì? Mình đang nhớ là đang ăn đơn y bằng 1, tại vì trong trường hợp này là y bằng 1 nè, nhưng đây là y bằng 2 nè, là cái nốt thứ hai mà, phải không? Rồi còn cái j mình đang xét là thằng 4, đúng không? Là A4. Rồi k, cái này là k, đang là k trừ 1, đúng không? Có lý do k trừ 1. Còn đây là của k, của k. Như vậy thì cái khái quát hóa chính là mình sẽ có một cái tổng 1, 2 nè, tức là tổng y, phải không? Y bằng 1, y bằng 2, tổng y, có thể ghi là y bằng 1 đến 2 cũng được, hay là tổng tất cả các y bằng tổng tất cả cái số lượng neuron của cái layer 2 đó. Rồi delta sao? Delta k đúng không? Và y, đúng chưa? Còn W y, đúng không? Y bằng 1, 2, y j đang bằng 4, và tất nhiên là cũng là k trừ 1, đúng không? Thì cái kết quả đây chính là như thế này.
xem thử đúng không. Đây các bạn, phải không? Tổng y delta y k w y j k trừ một đúng không? Chính xác không? Đó. À cái chỗ này ghi vậy là không đúng nha, không phải là a này bằng gì đâu. Ý muốn nói là cái ir tại đó đó, nó đúng hơn phải ghi vậy là không phải là ghi gì nè. IR tại đây nè, S hay là LOT chẳng hạn, chứ không phải là cái này bằng cái này. Gây bối rối không cần thiết. Đó, vậy thì mới đúng nè. Thì bước này tương ứng với việc mình tính ở đây nè, đúng không? Còn sau khi mình xét về những cái nhánh khác nữa thì mình có ở đây nè. Như vậy đây mình gọi nó là error receive nè, đúng không? Tại a i j j đang bằng 4 đó. Thì sẽ là cái này. Rồi. Rồi, còn một xíu nữa mình đang ở a đúng không? Ở a j j 4 là a4, bây giờ 1. Vậy thì mình đi một phát nữa, mình lùi lại chút xíu luôn để mình tính rằng Z. Đây nè các bạn, cái chỗ này nè. Z đúng không? Z 1 4 đúng không? Ra đây. Thì có phải chỗ này nó là gì không? Nó là thằng Z 1 4 nó thông qua cái hàm F để nó ra là A 1 4 không? Và ở đây mình đã có là cái upstream gradient ở đây ha, đúng chưa? Vậy thì mình cần tìm thằng chỗ này, hoàn toàn tương tự mình cần tìm cái local gradient của A 1 4 đối với Z 1, 4, phải không? Thì đó chính là thông qua hàm F. Thì bây giờ ở đây chính là đạo hàm của hàm F thôi, F phẩy là ký hiệu của cái hàm số mà cái công thức của nó là đạo hàm của hàm F. Ví dụ như hàm F này mình xài hàm sigmoid chẳng hạn, đúng không? Là bằng 1 chia cho 1 cộng với E mũ trừ Z. Thì đạo hàm của nó đó, hay là nếu mà F là bằng cái này đi, Fx bằng, hoặc là Fz bằng sigmoid Z là theo công thức này. Vậy thì đạo hàm của F đối với Z đó, sẽ là theo cái công thức là đạo hàm của hàm sigmoid mà ở trên mình cùng nhau, hoặc là ở trong phần trước mình đã cùng nhau mình triển khai rồi đó, là nó sẽ bằng là sigma Z nhân cho 1 trừ sigma Z. Ở trên mình cùng nhau mình triển khai rồi các bạn. Các bạn kéo lên phần trước cái video thấy. Đâu rồi ta? Đây nè, đúng chưa? Vậy thì bây giờ ở đây sẽ chỉ là mình ghi là F phẩy, tại vì cái function này không nhất thiết phải là sigmoid, người ta sẽ sử dụng một function, một cái non-linear function khác, nên đây mình ghi là F phẩy của Z 1 4 đúng không? Vậy thì để có được cái gọi là downstream gradient, mình lấy local gradient nhân với upstream gradient, đúng chưa? Mình sẽ có được là ở đây sẽ là F phẩy Z 1 4 nhân với upstream gradient. Và đương nhiên là mình ghi luôn cái dạng tổng quát của nó sẽ là vậy. Thì tương tự cho mấy thằng Z khác, dạng tổng quát thì ở đây sẽ là K trừ 1, phải không? Và đây sẽ là J. Trong trường hợp này J bằng 4 thôi. Đây là J. Đó.
Vậy thì đây chính là công thức tổng quát của cái error, signal error tại cái thằng Z của layer K trừ 1, thằng Z, ZJ. Rồi, mình xem thử là đúng không. Đây các bạn, đúng chưa? Là F phẩy Z K trừ 1 J nhân với cái upstream gradient là cái này. Thì người ta đặt luôn cái này, thì cái này chính là delta của K trừ 1 tại J, đúng không? Rồi, như vậy là mình có cùng nhau mình hiểu cái quá trình mà nó đi, cái nó bắt prop từ cái layer trước sang layer sau rồi đó, đúng không? Mình từ Z của cái thằng layer sau, thằng layer 2 hoặc là layer K, mình đã bắt prop về, mình tính cái error signal tại cái thằng A của layer 1, đó là K trừ 1 đó. Rồi ngược lại một bước nữa là ra thằng Z của cái layer 1 luôn, tức là layer K trừ 1 đó. Vậy thì từ đây nếu mà phía trước nó còn những layer khác nữa thì cứ tương tự vậy mà làm. Đó chính là quá trình bắt propagation. Rồi, mình chỉ còn phần cuối cùng là training with back propagation của cái video này ha. Chứ còn video sau mình sẽ làm tiếp cái phần 2 là tip and trick. Còn đây là cái phần foundation. Rồi, mình qua phần này là vectorize, tức là mình sẽ thiết lập, nói chung nó một cách ngắn gọn á, cái quá trình mà nãy giờ mình làm hay là back propagation á, là để mục đích để làm gì. Đôi khi không nhớ là, hoặc là nhiều quá rồi không hiểu, hoặc là quên mất rồi không biết back propagation để làm gì. Back propagation chính là mình quay ngược về từ việc mà mình tính ra loss function, đúng không? Đưa dữ liệu vô quá trình huấn luyện này, nó nhanh lại quá trình huấn luyện để mình hiểu rằng mình đang ở đâu trong cái bài toán lớn. Đưa dữ liệu vào, có thể là một mẫu dữ liệu, có thể là một tập các cái dữ liệu huấn luyện, thậm chí nguyên bộ luôn cũng được. Thì đưa vào, đưa cho model nó thông qua các cái parameter của nó, mấy W và B nãy giờ đó. Ở mỗi một layer nó có một cái bộ WB đó. Thì cái parameter của nó cứ tính toán qua từng lớp để nó ra cái kết quả đó là cái dự đoán của nó, phải không? Là cái S đó, hoặc là S xong rồi bỏ qua một cái function gọi là function sigmoid nữa, rồi mới cộng với cái label, là cái ground truth label, để mà tính ra cái size of, tính ra cái loss function. Rồi từ cái loss function đó mới quay ngược về, mình tính đạo hàm của loss function đối với từng cái bộ parameter của cái layer up chót, layer chót, layer up chót, layer trước đó, layer 2, layer 1. Thì mấy cái đó chính là mấy cái gọi là signal error nè các bạn. Chính là đạo hàm của loss đối với W đó. Ví dụ W nó là một cái ma trận, đúng không? Với một layer nào đó thì W nó là một ma trận, B là một vector, đúng không? Vậy thì mình sẽ tính đạo hàm của loss function đối với từng phần tử trong cái ma trận W đó, và đối với từng phần tử trong cái vector B đó, và nó tạo thành ra một cái ma trận đạo hàm. Và mình sẽ lấy cái ma trận đạo hàm của, tức là cái đạo hàm của loss đối với ma trận W là một cái ma trận, đúng không? Mình lấy cái đó mình cập nhật lại, mình sửa lại, tức là mình nhân với một cái tham số learning rate alpha, nó là một cái hyperparameter. Mình nhân với một cái learning rate đó, xong rồi mình mới lấy cái W, ví dụ W gốc là 10 hàng, là mấy chục cột đó, mình mới trừ cho cái alpha nhân với cái ma trận mà đạo hàm của loss function đối với cái W đó. Thì mỗi một lần như vậy chính là nó sửa lại cái bộ W nó một chút. Tương tự vậy vector B cũng vậy, mỗi lần mà nó cập nhật thông qua đạo hàm thì nó sửa lại cái giá trị của vector B nó một chút. Và đó là một layer, mấy layer khác cũng vậy. Và quá trình nó là nó cứ mỗi lần nó dự đoán rồi nó quay ngược lại, nó sửa lại tất cả các cái parameter của tất cả cái W của tất cả các B. Là mỗi một lần gọi là model nó khôn ra, nó khôn ra chút xíu, nó thông minh hơn đó. Thì quá trình nó cứ tiếp tục như vậy thì cái loss function nó giảm dần. Các cái giá trị của các WB của tất cả các layer nó được tune, nó được thay đổi chút xíu. Khiến cho model nó ngày càng nó thông minh hơn. Nó phản ánh vô mấy cái giá trị đó. Nó phản ánh vô những giá trị đó chính là cái việc mà model nó đang học được cái cách mà nó dự đoán ngày càng đúng hơn trên bộ dữ liệu huấn luyện đó. Chính là bằng cách nào đó nó hiểu được là trong quy luật của dữ liệu nó có cái gì trong để mà nó có thể dự đoán ra đúng. Cái loss function nó cứ giảm dần đến khi mà nó convert, nó hồi tụ về cực tiểu, là lúc đó mình có bộ WB của tất cả các layer của một cái model đã được huấn luyện xong. Là nó đạt được cái performance tốt ở trên dữ liệu huấn luyện. Là mình hoàn thành được một cái bước. Tất nhiên nó còn những bước khác. Fine tune cái hyperparameter
rồi test trên cái bộ dữ liệu kiểm tra nữa. Thì cái backpropagation chính là nằm ở trong cái bức tranh đó đó. Việc mà mình lấy đạo hàm, tính đạo hàm class function đối với các layer từ chót đến up chót đến ngược lại chính là quá trình backpropagation. Như nãy giờ mình làm đó. Rồi, bây giờ cái phần này thì sao? Thì để phần này mình quay lại đây, mình sắp xếp lại chút xíu những cái mà nãy giờ mình cùng nhau mình đi rồi nè, đúng không? Mấy phần này các bạn hiểu hết rồi. Đó, thì bây giờ mình nhớ rằng cái nhánh mà ví dụ như thằng từ cái layer 2 mà thằng Z1 nó đi về cái thằng W1, tức là W là layer 1, W14, cụ thể W14 là nó có cái gọi là gradient là như vậy. Như vậy. Như vậy thì một cách gọi là không có dông dài thì mình sẽ dựa vào đó, mình sẽ có cái cách. Thì bạn thấy bây giờ tôi có thằng Z1 đúng không? Tôi có thằng Z của layer sau, tức là dây layer 2. Z của layer đây nè, này nè. Layer 2 1, tức là cái Z thứ nhất. Trong quá trình đi về đó, đi về thằng W1 1, 4 á, thì cái gradient của nó mình đã tính ra được là cái này, là cái này đúng không? Là cái này. Thì cơ bản như nãy mình biết rồi, cái phần này á mình đặt nó chính là cái delta 2 1 rồi, đúng chưa? Nó delta 2 1 rồi. Đó. Vậy. Vậy thì hoàn toàn tương tự. Bây giờ mình muốn có cái W. Để tôi ghi gì đi. W1 nhưng mà 1 1 3 thì sao? Đúng không? 1 3 thì sao? Nó cũng sẽ tham gia, nó tính với thằng này chứ, đúng không? Vậy thì mình sẽ có cái gì? Thì hoàn toàn tương tự thôi, là nó sẽ là A 1 nhưng mà 3 chứ không phải 4. 4 là gắn thằng này, 3 và cũng là delta 2 1, phải không? Đúng chưa? Rồi bây giờ mình mấy cái này mình vẽ bằng cái đường sọc sọc cho nó đỡ rối ha. Vậy đi. Nói con đường tính toán ra này đó, cái này cũng vậy. Rồi vậy thì tương tự, hoàn toàn tương tự cái thằng W mà 1 1 2 thì sao, đúng không? Nó cũng sẽ tham gia tính toán với thằng Z chứ, để ra thằng Z chứ. Vậy thì nó sẽ là gì? Nó sẽ y hệt thằng này thôi, nhưng mà là đối với A2, đúng không? Đối A2 và hoàn toàn tương tự là đối với thằng W1 nhưng mà 1 1. Đúng không? 1 1 thì đây là A1. Nó cũng tham gia, nó tính toán ra cái Z. Được chưa? Rồi, như vậy đây là những cái gradient của những cái phần tử của cái hàng thứ nhất của W, ma trận W của layer 1. Các bạn thấy không? W11, W12, W13, W14 nè. Vậy thì cái hàng thứ nhất nó tham gia với vector A, đúng không? Vector A của layer trước nó tham gia với cái hàng thứ nhất của ma trận W để nó ra được cái thằng Z1. Thì bắt đầu nó cái A này nó tham gia với W, cái hàng thứ hai của ma trận W, để nó ra thằng Z2. Thằng này là Z1. Thì này là thằng Z2 nè. Như vậy thì mình sẽ tiếp tục với thằng Z2 và có cái hàng thứ hai. Vậy thì hoàn toàn tương tự, mình sẽ thấy rằng là cái thằng Z2 đó, ví dụ như ở đây đi, mình có thể mượn lại cái này luôn. Mình có thể mượn lại cái này mà các bạn sẽ thấy nè. Thằng Z này là Z2 nè, đúng không? Thì cái đây nó sẽ tham gia là những cái thằng, tức là thằng cái hàng thứ hai nè, tức là W1
là W21, đúng không? W22, W23, W24 và đây là Z2. Nhưng mà những cái này A lại vẫn là A, tại vì W24 thì vẫn A4, W23 vẫn là A3. Chỉ có cái signal ở đây nó sẽ khác, signal ở đây nó sẽ, thằng này là signal 21, thì đây sẽ là delta 22, ở đây sẽ là 2 chứ không phải 1, đúng không? Đó. Rồi, vậy thì cái bây giờ mình cần làm chính là mình xếp lại, mình tạo ra được một cái ma trận các cái gradient của từng phần tử của W. Thì có nghĩa là mình lấy thằng này, cái thằng hàng đầu tiên đâu? Đây, đúng không? Mình lấy này mình đem xuống. Mình để ở đây. Để đây. Rồi, thằng này là W12 nè. Đem xuống để đây. Đây, đem xuống để đây. Tương tự này đem xuống để đây. Rồi, thằng này của hàng thứ hai nè, đem xuống để đây. Tương tự như vậy mình sẽ có một cái ma trận. Đúng không? Một cái ma trận cùng xếp với lại cái ma trận W. Tức là cũng hai hàng cũng bốn cột. Mà giá trị của nó là mỗi cái là gradient của từng phần tử. Rồi đem xuống thôi, gì đâu. Một thằng làm biến ghi lại này, ghi đem xuống. Hai thằng. Ồ, có bị sai rồi. Đây là thằng số 1 nha. Rồi. Ba thằng. Bốn thằng. Năm hàng thứ hai. Hàng thứ hai cột 2. Rồi. Hàng thứ ba. À, thằng thứ hai cột 3. Rồi. Đó. Mình hình dung không? Bây giờ mình sẽ có một cái ma trận thế này. Mình gọi nó chính là gì? Đó là DW1 đó. Thế muốn nói là cái ma trận gradient của cái W là giờ thứ nhất, đúng không? Và nó sẽ cùng xếp, cũng là hai hàng với W, cùng xếp với W. Rồi, bây giờ mình hình dung cái kiểu nó rồi á, thì bây giờ mình xem thử là nó có thể viết theo kiểu vectorization hay không. Có thể nghĩa là có thể kiểu thành ra một cái ma trận nào, nhân cái ma trận nào, hay một cái vector nào, nhân cái ma trận nào hay không. Rồi, như vậy thì ở đây mình thấy cơ bản nó là vector A, đúng không? Đây là vector A. Nó làm gì đó với cái vector có 4 thằng này nè. Tức là nó nhân với vector có 4 này nè. Là 1, đúng không? Thực ra là cái này giống nhau cả, nên cơ bản là chỉ có 2 thằng thôi. Nó vector có 2 này thôi chứ mà 4, xin lỗi bạn. Đó. Cái này nó có shape là gì? Nó có cái shape là 2 nhân 1, đúng không? À, xin lỗi bạn, 2 nhân 4 chứ, 2 hàng 4 cột. Rồi. Thằng này á là 4 nhân 1, 4 hàng 1 cột. Đúng không? Thằng này là gì? Thằng này là 2 hàng 1 cột. Nên cái phép tính ở đây thật ra nó chính là gì? Nếu mà đây mình gọi nó là vector A1 đi. Hoặc là ở đây mình gọi nó là vector delta đi, delta 2. Vậy thì phép tính này chính là lấy vector delta 2 này, đúng không? Mình nhân với cái ma trận A1. Nó xin lỗi các bạn, nhân với vector A1 nhưng mà phải lật ngược nó lại, transpose. Tại sao? Tại vì thằng này á là 21 nè. Thằng này là 14, muốn nhân được á thì phải lật ngược nó lại thành cái dạng là A1, A2, A3, 4. Tức là cái vector A1 này phải đem transpose nó, đúng chưa? Đem transpose nó thì nó mới có cái dạng là 1 nhân 4. Để rồi mình mới nhân ra nó thành ra là 2 nhân 4. Cho nên cái công thức nó sẽ là delta 2 A1 transpose. Và vì đây là một cách khái quát thì nó sẽ là gì? DW của cái layer này là layer 1, đúng không?
thì cơ bản đây sẽ là khái quát nè. DW của layer K trừ 1 á, nó bằng delta K nhân với A K trừ 1 transpose. Rồi, mình xem thử đúng không. Đúng chưa các bạn? Chỉ khác chút xíu là ở đây người ta K cộng 1 với K, thì ở đây mình là K với K trừ 1 thôi, như nhau thôi các bạn. Nhưng mà cái chính ở đây chính là cái đạo hàm của cái ma trận W ở lớp K đó. Ở đây mình để K trừ 1 thì thích để bằng K cho nó giống người ta luôn cũng được. Đây là K trừ 1, thì đây để K, thì đây là K cộng 1. Thì các bạn thấy chính là cái đạo hàm của gọi là loss function đối với W, ma trận W của layer K đó sẽ là bằng như thế này. Như ở trên là mình đã ghi với nhau là vậy rồi nè, đúng không? Như thế này. Thì nó chính là vectorize, cái công thức vectorize của nó, vectorization của nó đó, một cái công thức gọi là chỉ bao gồm cái vector với ma trận hãy nhân nhau thôi đó. Chính là cái delta của cái layer trước nhân với cái A, vector A của layer sau. Cái layer mình đang tính, đúng không? Đó, thì mình mới hiểu được tại sao transpose là tại sao nó lại có công thức này. Được các bạn. Rồi, bây giờ mình làm nốt cái cuối cùng là cái signal của thằng Z. Tức là mình dùng cái này. Như này mình biết là ở cái layer này đó, phía trước nó là thằng Z1 gì, đúng không? Rồi Z1, 2 đúng không? Để thông qua hàm F nó tính ra mấy cái A1, A2, A3, A4 này, đúng không? Và ở trên mình thấy rằng cái gọi là cái gradient tại ZK trừ 1 Y, mình đã có được công thức này rồi, công thức tổng quát rồi. Bây giờ mình đem xuống nè. Rồi, bây giờ mình cần triển khai công thức vectorization của cái công thức này nè. Vậy thì đầu tiên á là mình sẽ cho lần lượt là J nó bằng là một số cụ thể luôn đi. Tức là J bây giờ nếu mà J mà bằng 1 á thì có phải nó sẽ là mình có cái Z của layer K trừ 1, 1. Tức là gradient tại đây nha, chứ không phải là cái này bằng cái này nha. Gradient tại đây nó sẽ là F phẩy Z của K trừ 1, 1 đúng không? Nhân một cái tổng Y bằng 1, tức là tổng Y đi, khỏi cần bằng 1 bằng 2 gì cả, biết tổng Y được rồi. Nhân với cái bên đây mình ghi trùng màu luôn đi. Cái này vẫn là giữ nguyên, nó không đụng chạm gì cả, không có liên quan đến J cả. Còn cái đây thì nó sẽ là J bằng 1 thì nó sẽ là 1, đúng không? Rồi, tương tự với các cái dây khác. Với cái dây mà bằng 2, 3, 4, đúng không? 2 nè, 3, 4. Thì mình cũng sẽ có là các cái tương ứng hoàn toàn tương tự. Đây sẽ là gì? 2, 3, 4. Đây là 2, 3, 4. Rồi, cái nhiệm vụ mình phải làm khi mà vectorization đó, hay là thực hiện cái, tạo ra cái công thức vectorize đó, chính là mình làm sao mà mình không còn có mấy cái dấu tổng ở trong nữa, để mình có được luôn một cái gọi là một cái vector các cái gradient. Ví dụ như hồi nãy mình làm là mình tìm ra được một cái ma trận các cái gradient của từng phần tử ở trong ma trận W. Thì bây giờ cái mình cần làm là tìm ra luôn một cái vector các cái gradient của thằng Z nè, của thằng Z layer K trừ 1 nè. Mình không thể ghi kiểu khơi khơi gì được, cái khơi khơi này nó còn đang tính toán tổng ở trong á.
Mình cần tìm một cái công thức kiểu giống như là tí hồi nãy, giống như mình làm ra là như vậy nè, với thằng fu đó nè. Thì với như thế này mình chỉ cần là có cái vector gradient của cái layer trước mình nhân với cái vector a của cái layer hiện tại, là mình ra luôn được một cái ma trận các cái gradient của các cái phần tử luôn, đúng không? Thì bây giờ ở layer trước thì giả sử mình có được cái này rồi nè, thì bây giờ mình xem thử cái này tính sao nè. Thì mình triển khai nó vậy. Vậy thì mình xem thử là trong đó nó có cái gì là chung, để mình từ đó mình lần mò ra được là các cái sự gradient, xin lỗi các bạn, từ cái cách tính mà vectorize. Thì ở đây mình thấy thứ nhất là nó sẽ có một cái gọi là, ví dụ như thằng này nè, thằng này thì cơ bản chính là việc mình áp dụng một cái function f phẩy, đúng không, với một cái vector mà trong đó là lần lượt là cái thằng z1, z2, z3, z4 của cái layer k-1 đó, phải không? Nếu mình gọi nó luôn là vector z của layer k-1 đi đó. Vậy thì cơ bản đây chính là áp dụng function f phẩy với cái vector z của k-1. Đó là nhận định thứ nhất, đúng không? Cái vector này nó sẽ có 4 phần tử. Rồi nhận định thứ hai á là cái cục này nó chung nè. Cục này nó giống nhau nè. Nó đều là một cái tổng của các cái gọi là delta ở trên, delta của layer trước nhân với cái w. Mấy cái w này chỉ khác nhau ở thằng j thôi. Vậy thì nhận định thứ hai đó chính là cái thằng w này, mấy thằng w này, đúng không? Mấy thằng w này có phải là w1 thì cái này chính là ma trận w, ma trận w, mà là đúng hơn là ma trận W của layer K-1. Mình nói chính là ở đây là vì sao? Bởi vì các bạn để ý nè, Y nó sẽ lấy tầng lần lượt các Y, mà J thì từ 1, 2, 3, 4 nữa, cho nên là sự xuất hiện của tất cả các phần tử của ma trận W trong đây, đúng không? W 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 khi mà Y lần lượt là tất cả các Y. Rồi W 1, 2, rồi 22, 32, 42, rồi W 13, 23, 33, 43, tức là ở trong cái phép tính này mình thấy sự xuất hiện của tất cả các phần tử của W, tức là nó phải làm gì đó với cái ma trận W. Rồi cái thằng màu này, cái thằng xanh lá cây này, là nó phải làm gì đó với cái vector này, vector delta của layer trước, đúng không? Tại vì mình thấy nó có y, tức là mọi phần tử của cái vector delta của layer trước nè. Như vậy cái phép tính là nó sẽ liên quan đến cái ma trận W của layer này, vector delta của layer trước, của layer trước, đúng rồi, và vector z của layer này. Vậy thì về cơ bản là mình chỉ cần xem cái kết quả. Có phải kết quả mình cần là một cái vector không? Kết quả mình cần là một cái vector. Tại mình đang vectorize là mình muốn có một cái vector tất cả các cái gradient. Gradient nha, chứ không phải vector của mấy thằng Z nha. Gradient của thằng Z1 là K-1 nè. Gradient của thằng Z2 của K-1 nè. Muốn có cái gradient của thằng này, muốn có cái gradient của thằng này, làm thành một cái vector, gọi là vector gradient của cái Z của layer K-1 luôn, đúng không? Và cái này chính là cái gọi là cái delta k-1 đó, vector delta k-1 đó. Như vậy mình sẽ làm gì đó với cái vector delta của k trả về, rồi làm gì đó với cái ma trận kw, và làm gì đó với cái vector z hiện tại của cái layer k-1. Nên mình tìm cái này nè. Vậy thì cái cách làm là mình xem thử là cái shape của tụi nó như thế nào, cái shape của thằng này là như thế nào, cái shape thằng này trước nè.
cái thằng này nó sẽ tương ứng với mỗi một cái phần tử, tức là mỗi một cái neuron của layer trên á đưa về là nó sẽ có một cái, đúng không? Như nãy mình thấy, mới thấy nè, đây nè, tương ứng với là thằng Z21 thì sẽ có một cái delta 21, thằng Z22 sẽ có một cái delta 22. À, như vậy nó một cái vector, đúng không? Nó là vector có, ví dụ như ở đây là hai neuron đi, hai neuron ở cái layer mà K đó thì nó là 2 × 1, phải không? 2 × 1. Rồi thằng cái thằng W này có cái shape là như thế nào? Thằng W này như ở trên mình vừa mới làm là nó sẽ có cái shape là 2 × 4, đúng không? 2 hàng 4 cột. W nó sẽ tương ứng là nó sẽ có là W11, W12, W13, W14 và W21, W22, W23, W24. Đó, đây này nè. Thì cái mai trận W của layer 1 á, nó sẽ có cái shape là 2 × 4, phải không? 2 × 4 nè. Rồi. Còn cái ông mà Z của cái layer hiện tại đó là tất nhiên nó cũng là một cái vector. Vector có mấy phần tử? Ví dụ như layer hiện tại nó ở đây là có 4 phần tử, đúng không? Là 4, 1. Rồi. Vậy thì tính toán như thế nào để ra cái ông này nè? Ông phải cũng có cái shape là 4, 1. Tương ứng với mỗi con Z nó có một cái là 4, 1, đúng không? Tương ứng với mỗi con Z nó sẽ có một cái gradient của nó, có 4 con Z. Trong vector Z này thì phải có 4 cái. Thế thì mình sẽ từ đó mình tổng hợp lại á, cái phép tính nó sẽ là gì nè? 4, 1 chia thằng này giữ nguyên. Hai này nhân nhau á thì nó phải sắp xếp làm sao để mà nó cũng ra 4, 1. Như vậy thì phải là lấy thằng này lật ngược nó lại để mình có cái shape là 4, 2, đúng không? Từ 2, 4 lật ngược nó lại thành 4, 2 nè, transpose đó. Thì mình tiếp tục mới nhân với thằng này, thì thằng này là gì? Thằng này là 2, 1, phải không? 42 với 21, hàng đó nhân nhau, tức là hàng này nhân ma trận với nhau. Ký hiệu nhân ma trận hay là amoc hoặc là dot product cũng được. Nhưng mà thằng này sẽ là, nó sẽ là gì? Nó sẽ là 4 × 1. Rồi, cái thằng này mình sẽ thực hiện một cái gọi là Hadamard product để mà mình nhân element wise vector với cái thằng kết quả của thằng này. Tại vì thằng này nó cũng là 4, 1. Có nghĩa tính thằng này xong nè, mình sẽ đã được một cái vector cũng 4 thằng. Đó, cũng 4, 1. Và cái này đưa xuống thì nó cũng là một vector 4, 1. Thì mình sẽ nhân Hadamard product giữa thằng này với thằng này để mình cũng ra được là một vector, chứ không phải dot product. Nhưng dot product là không nhân được. Hadamard product là element wise, tức là nó nhân từng phần tử tương ứng nhau ra một phần tử. Đó. Rồi này nhân này đó, nó ra một phần tử. Phần tử thì cuối cùng mình có ra một vector cũng là 4, 1. Đó. Như vậy thì cái công thức nó sẽ là như vậy nè. Hadamard product ở đây mình ghi như thế này á, mình để dấu chấm thôi. Tức là ý nói là dot product hay là phép nhân vector thông thường. Phép nhân ma trận thông thường. Còn đây là Hadamard product là nhân element wise vector. Đúng chưa? Đây, mấy cái shape nó sẽ đúng và cái công thức nó sẽ là như vậy. Rồi các bạn xem. Vì hai thằng này mà nhân với nhau đó, 42 với 21 nhân nhau nó sẽ ra được là cái nùi này nè. Và nó sẽ ra được một cái vector mà 4 hàng 1 cột đó. Là mỗi cái là gì nè. Đó. Rồi sau đó mình mới nhân gọi là element wise với 4 kết quả của cái phép nhân, tức là phép mà vector Z bỏ vô cái hàm F phẩy, nó ra được là 4 cái tương ứng. Tại vì bỏ một vector Z vô hàm F phẩy á, thì nó cũng element wise từng phần tử, tức là nó áp dụng cái hàm F phẩy với từng phần tử của vector Z, mình sẽ ra được là 4 cái này. Nên mình kết quả vẫn là một cái vector là 4, 1. Để rồi từ đó mình gọi là Hadamard product
tức là nhân element y với từng cái của vector bên đây là mình sẽ ra được kết quả này. Đó, rồi các bạn xem. Các bạn thấy này. Đúng không? F phẩy nhân với ZK. Ở đây là cứ mình cứ để là K trừ 1 là cái thằng hiện tại đó. Thật sự nó giống được. K thì thằng này là K. Thằng này là K cộng 1. Đúng không? Thằng này là K thôi. Thằng K thôi. Đúng chưa? F phẩy của ZK Hadamard product với W K transpose. Tại sao transpose các bạn? Mình biết rồi, mình hiểu rồi đúng không? Delta K cộng 1. Đúng chưa? Rồi, như vậy là mình đã xong được cái công thức vectorize. Ý muốn nói với công thức này thì tại sao phải làm vậy? Thì ý muốn nói là với cái công thức mà vectorize đó, thì trong quá trình mà mình viết code đó, là mình chỉ việc muốn tính cái đạo hàm hay là muốn tính cái gradient của cái layer K đó, thì mình chỉ việc là lấy gì? Lấy cái vector Z của layer K ra, bỏ nó vô function F phẩy. Function F mình biết rồi, thì công thức của đạo hàm của function F mình có. Giờ mình bỏ nó vô function F phẩy, mình tính ra cái này. Đúng không? Rồi sau đó, mình lấy cái ma trận W của layer K ra, mình transpose nó, mình nhân nó với cái xích gọi là cái gradient của layer trước trả về, để mình có được cái này. Và mình nhân lại với nhau là mình sẽ có luôn được là một cái vector các cái gradient của layer hiện tại là cái này. Và tất nhiên là cái này sẽ truyền xuống dưới để mình tính tiếp. Truyền qua layer trước để tính tiếp, vì nó sẽ đóng vai trò là cái delta K trừ 1, thì truyền xuống dưới nữa thì nó sẽ đóng vai trò là cái delta của cái K cộng 1 ở cái layer trước. Đúng không? Như vậy thì qua đây là mình đã thực hiện được, hoặc là mình đã hiểu tại sao có cái công thức thế này. Vậy thì ở đây á là nói chung là kết thúc video. Ở đây người ta cái chú ý nè, cái chữ cái ký hiệu này nè chính là ý muốn nói là y product giữa hai vector đó, như mình mới nói cái này đó, hai vector mà nhân với nhau, nếu mà dot product á, thì nhân kiểu này đâu được. Nếu mà dot product nó phải là cùng cái compatible cái shape, ví dụ như 2 nhân 1 thì phải là với là 1 nhân cho 2, tức là một cái phải transpose, và khi đó nó là hai thằng nhân với nhau xong cộng với hai này nhân với nhau, cộng với hai này nhau là phép dot product thông thường, đúng không? Còn ở đây là Hadamard. Hadamard product. Mà ở trong cái slide bài giảng của giáo sư có nói đó. Đây nè. Đây nè các bạn. Hadamard product element wise multiplication giữa hai vector để tạo ra cũng một vector. Rồi. Cái nốt cuối cùng đây là người ta nói gì đây? Cái ý cuối cùng trước khi mình kết thúc video ha, tức là ở đây đại khái người ta nói là việc mà mình xây dựng cái công thức tính kiểu như là vectorize gì đó, nó sẽ giúp việc tính toán á nó nhanh hơn rất là nhiều trong những cái function, trong những cái môi trường hoặc là những cái như là Python hay là MATLAB. Nói chung là việc tính mà update đồng loạt một cái ma trận W, tức là ma trận mà W bằng các cái vector, bằng cái ma trận của đạo hàm của loss đối với ma trận W đó, update một phát luôn. Và nó tính toán thông qua việc mà nhân ma trận với vector, thì nó sẽ giúp cho gọi là quá trình huấn luyện nó sẽ nhanh hơn rất là đáng kể. Rồi, một cái nữa là khi mình bắt prop về đó, thì mình sẽ thấy rằng là cái delta K nè, nó sẽ gọi là mình sẽ, khi mà mình tính đó, thì mình sẽ giữ lại cái delta K trừ 1 ở cộng 1. Để mà tí nữa khi mà mình tính cái delta K đó, mình chỉ việc mình lấy cái đó mình tính thôi. Thì từ đó kiểu như là mình gọi là tiết kiệm những cái bước tính toán. Giống như mình tính một cái xong mình lưu nó trong cái một cái biến, rồi tí nữa mình lấy, mình tính toán cái khác, mình xài cái đó mình tính, chứ không phải mình phải tính lại cái biến kia đó. Nói chung là vậy. Rồi, vậy video hôm nay cũng dài, và cái phần này tất nhiên là cái phần rất quan trọng, đúng không? Nó là cái phần hầu như là cốt lõi của neural network, của của deep learning. Cho nên là nó sẽ, việc mình đi mình hiểu được cái quá trình backpropagation, cái quá trình mà mình tính đạo hàm của loss function đối với các cái ma trận, các cái vector, các parameter của neural network đó, thì nó chính là quá trình mà mình hiểu được là đằng sau quá trình mà huấn luyện một cái neural network, một cái deep learning là như thế nào.
Rồi vậy thì cảm ơn các bạn đã đồng hành, và trong quá trình nói chuyện có gì mà nó vấp váp và nó sai sót các bạn bỏ qua nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo, là mình sẽ đi qua những cái tip và cái trick trong quá trình mà mình training một cái neural network.